chương 2073, thành tựu nửa ma một. Hai thân ảnh xinh đẹp đang ngồi chung một chỗ, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ trầm tư. Hồng lăng tỷ, không biết vì sao dạo gần đây tâm thần ta luôn bất an. Lữ tiểu linh rũi lưng nói. Người nói vậy ta cũng có cảm giác đó, gần đây tâm thần bất an, giống như đã có chuyện gì phát sinh. Vân hồng lăng nhíu mày nói. Không phải hắn đã xảy ra chuyện gì chứ, hai nàng nhìn nhau như đã có ăn ý. Không sao đâu, hiện tại phi linh môn còn chưa tới mức sẽ xảy ra chuyện gì, Vân Hồng Lăng cân nhắc nói, "Không được, ta phải đi xem, không nhìn thấy hắn ta lo lắng, hơn nữa ta cũng cần phải trở về." Lữ Tiểu Linh nói, "Gần đây ta cũng không có việc gì, cũng có thể cùng đi, thuận tiện mang cha mẹ cùng sư thúc đi qua, họ luôn muốn đi phi linh môn xem thử." Vân Hồng Lăng nói, "Cũng tốt, đưa cha mẹ qua đó." Thiếu Du nhất định chấn động. Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói, "Thiên Kiếm môn, trong một ngọn núi xanh biếc, kiến trúc liên miên, bên trong một đỉnh viện đơn sơ, Lúc này Nguyên Nhược Lan đang khoanh chân ngồi trên một bãi đá kỳ lạ. Trên bãi đá không ngừng có quang mang quanh quẩn, đi vào căn phòng này khiến cho người ta có cảm giác thoải mái, sợ rằng bãi đá này cũng là một kiện bảo vật. Hai tay Nguyên Nhược Lan kết thủ ấn, quanh thân có chân khí nhàn nhạt quanh quẩn, khí tức thoạt nhìn ổn định hơn trước rất nhiều. "Trưởng lão, Nhược Lan thế nào rồi?" Ngoài căn phòng cổ kiếm phong lúc này đang hỏi trưởng lão bên cạnh, trong mắt mang theo sự lo lắng. Đã không còn gì trở ngại, thế nhưng lại có chút kỳ quái một lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn tóc trắng nhìn về phía trong ánh mắt không ngừng biến ảo dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó trưởng lão chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì sao nghe ái đồ đã không còn gì trở ngại cổ kiếm phong mới thở dài một hơi là có chút ngoài ý muốn một lão giả thất tuần ánh mắt sắc bén mang theo cảm giác tăng thương nói muốn tiếp nhận truyền thừa kiếm tổ vậy thì nhất định phải có đại nghị lực thiên phú gan dạ nhược lan đều làm được rồi thậm chí còn nhận được kiếm tổ quán đỉnh trưởng lão nhận được kiếm tổ quán đỉnh liệu có nhận được đế giả chi nguyên của kiếm tổ hay không? Cổ kiếm phong do dự một lát, thanh âm mang theo sự chờ mong hỏi trưởng lão kia. Không sai, Nhược Lan cũng chiếm được đế giả chi nguyên. Trưởng lão kia gật đầu nói, đế giả chi nguyên của kiếm tổ vẫn còn có cấm chế cho nên không có bất luận kẻ nào nhận được. Nhược Lan là người đầu tiên phù hợp điều kiện, nhận được truyền thừa và đế giả chi nguyên. Chỉ là nếu muốn nhận được truyền thừa thì phải đi vào không minh chi cảnh, thế nhưng lúc này Nhược Lan lại xuất hiện một vấn đề khác. Không minh chỉ cảnh, cổ kiếm phong ngưng trọng hỏi, vấn đề có lớn hay không? Vào không minh chi cảnh cần cắt đứt nghiệp thức, chuyển thức, hiện thức, trí thức, tương tục thức cùng tâm thức thì mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Thế nhưng hiện tại có lẽ Nhược Lan lại có chút vấn đề ở bước cuối cùng nay. Tâm thức không thể cắt đứt triệt để, dường như còn có chuyện gì không buông xuông được cho nên mới xảy ra vấn đề. Lấy thân nhập ma chỉ thành công phân nửa, cũng có thể coi là nửa ma. Mà mặt khác, tâm thức bị hao tổn, hẳn cũng mất đi ký ức, sự tình trước kia sợ rằng hơn phân nửa cũng không nhớ rõ lão giả kia lại nói mất đi ký ức sao cổ kiếm phong ngưng trọng hỏi trưởng lão vậy tu vi nhược lan tu vi thì không có vấn đề gì sau khi tiếp nhận truyền thừa thực lực hiện tại của nhược lan sợ rằng không ít thái thượng trưởng lão cũng không phải là đối thủ của nó có thể mất trí nhớ cũng được coi là chuyện tốt lão giả có mái tóc trắng nói sao lại nói như vậy cổ kiếm phong nghi hoặc hỏi theo như lời ngươi nói sau khi từ bình nham đảo trở về Nhược Lan lập tức muốn lấy thân nhập mà gọi ra ma kiếm, việc này không thoát khỏi quan hệ với Bình Nham Đảo. Tâm tư của Nhược Lan sợ rằng đã bị một ít ngoại lực làm ảnh hưởng. Nhược Lan ở trong thiên kiếm môn cũng chính là tồn tại giống như lông phượng, sừng lân, trên tam tông tứ môn lại bị bại bởi phi linh môn lục thiếu du và lăng thanh tuyền, của linh vũ giới. Trên Bình Nham Đảo lại gặp mấy người này. Nếu như ta đoán không sai, dùng tính cách hiếu thắng của Nhược Lan mà nói, lấy thân nhập ma rất có thể là vì chuyện này có tâm hiếu thắng là chuyện tốt chỉ có điều là nếu như tâm hiếu thắng quá nặng đối với tu luyện trăm hại không có lấy một lợi hiện tại nhược lan mất trí nhớ quên đi những chuyện này đối với tu luyện lại là một chuyện tốt có đế giả chi nguyên hơn nữa lại thêm truyền thừa của kiếm tổ chỉ cần tĩnh tâm tu luyện thì tăng trưởng tu vi không phải vấn đề quá lớn muốn đạt tới độ cao như kiếm tổ khi xưa cũng không phải không thể làm được lão giả này nói xong ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cổ kiếm phong nói phân phó xuống dưới sự tình trước kia không được cho nhược lan biết đừng để đệ tử nói ra nói vào vâng kiếm phong hiểu rồi cổ kiếm phong nói thời gian chậm rãi trôi qua phi linh môn đại chiến linh vũ giới cuối cùng xuất hiện tin tức đế giả giống như sấm xét truyền đi tin tức này tràn ra toàn bộ đại lục khiến cho mọi người kinh hãi lục thiếu du thân mang hai kiện thần khí tàn sát tôn giả linh vũ giới cuối cùng xuất hiện một đế giả trực tiếp tàn sát cường giả linh vũ giới không còn một mống ta nghe nói cường giả trong phi linh môn kia chỉ cần trở tay là bóp chết được siêu cấp cường giả tôn cấp a linh vũ đại đế chính là linh đế và vũ đế linh vũ song tu thảo nào lục thiếu du lại là linh vũ song tu hóa ra bên trong phi linh môn có đế giả linh vũ song tu a các ngươi biết cái gì đế giả này chính là thiên linh đan tôn ngang dọc đại lục trăm năm về trước tiêu thất trăm năm không ngờ đã đạt được thành tựu linh vũ đại đế phi linh môn lúc này rốt cuộc cũng chân chính đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực a khi trước Ba Sơn Môn Lan Lăng Sơn Trang ngu ngốc kia đi đối phó với Phi Linh Môn, đế giả trong Phi Linh Môn cũng không xuất hiện mà đã bị thương nặng. Có lẽ Ba Sơn Môn Lan Lăng Sơn Trang kia cũng không biết trong Phi Linh Môn có đế giả a, à. bằng không sợ rằng có đánh chết bọn chúng cũng không dám đối phó với Phi Linh Môn. Phi Linh Môn hưng thịnh rồi a, à. toàn bộ cổ vực từ trong phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán tới chuyện này, toàn bộ đều không thoát khỏi ba chữ Phi Linh Môn. Không chỉ thế, bên trong phố lớn ngõ nhỏ còn lưu truyền một bài về trong đám trẻ con phi linh môn, cường giả như mây, trong thiên môn cốc tỏa hùng phong, đả thương hóa vũ, hắc sát, lan lăng ngay cả cái rắm cũng không tha. Đồ tôn giả, ngược thanh long, linh vũ chiến vương thủ đoạn cường, linh vũ giới đến tìm chết, linh vũ đại đế chấn phi linh. chương 2074, thành tựu nửa ma. 2. Bài vẻ này vô cùng tồi, thế nhưng khắp phố lớn ngõ nhỏ hiện tại, nếu chú tâm lắng nghe đều có thể nghe thấy được. Tất cả các thiếu niên hiện tại đều muốn gia nhập phi linh môn, đủ để chứng minh danh khí hiện tại của Phi Linh Môn. Tin tức này truyền đi, không ít cường giả vốn do dự bắt đầu quyết định gia nhập Phi Linh Môn. Trung quanh Phi Linh Môn, nơi bị Linh Vũ giới tập kích hầu như bị săn bằng, không ít thế lực đều nhiệt tình tới hỗ trợ, số người muốn xuất lực để dựa hơi Phi Linh Môn không ít. Chỉ tiếc là đều bị Thôi Hồn Độc Vương Đông vô mệnh từ chối khéo. Thế nhưng cho dù là như vậy, số người tới Phi Linh Môn hầu như là muốn đạp nát cánh cửa, xếp hàng tới vài dặm bên ngoài, cực kỳ chấn động những thế lực bên ngoài tới thăm đều được đường chủ các đường tiếp đãi một chút đã tốt lắm rồi những người thực lực thấp một chút thì chấp sự trực tiếp đuổi đi cho dù là đệ tử trong cửa phi linh môn hiện tại cũng cảm thấy vô cùng tự hào những thế lực này muốn đi tới phi linh môn để dựa dẫm tạo mối quan hệ thế nên đệ tử trong cửa cũng kiếm được không ít đan dược kim tệ không thiếu một đệ tử phi linh môn vừa mới thu kim tệ và đan dược của một gia tộc nào đó vừa vặn bị lưu nhất thủ trở về thấy được dọa cho tên đệ tử kia biến sắc Thế nhưng không ngờ lưu nhất thủ lại không trách cứ, trực tiếp ra giá. Muốn đi vào tạo mối quan hệ với Phi Linh môn thì phải thu nhiều một chút. Mỗi ngày chỉ có 20 thế lực được tiến vào, ai ra giá cao thì cho vào. Đệ tử nào thu được nhiều nhất đến lúc đó, còn có thể được điều đến kim đường làm việc. Kể từ đó tất cả đệ tử đều muốn mỗi ngày đi trông cửa, đây chính là chỗ có nhiều chất béo, vô số đệ tử trong môn nhìn thấy vậy tức thì ước ao, đố kỵ, mà thế lực có thể đơn giản tiến vào Phi Linh môn cũng chỉ có gia tộc như hoàng gia thân là một người trong gia tộc bọn họ đều cảm thấy vô cùng tự hào phi linh môn càng mạnh bọn họ lại càng mạnh hoàng gia chủ cùng với đông đảo trưởng lão hoàng gia mỗi ngày đều cười không ngất miệng thầm nghĩ lựa chọn khi trước của mình không sai mà hoàng đan ở trong hoàng gia lúc này đã có địa vị tuyệt đối không ít gia tộc thế lực thương hội chung quanh đều muốn đem đệ tử trong tộc mình gia nhập phi linh môn nếu như có đệ tử trong tộc trở thành đệ tử thân truyền mà nói vậy thì đối với cả gia tộc cũng có tác dụng vô cùng lớn nhưng mà muốn gia nhập phi linh môn cũng không dễ muốn thành đệ tử thân truyền thì khó càng thêm khó trên phương diện này phi linh môn không có chuyện đi cửa sau vô cùng nghiêm túc kiểm tra không nể mặt ai cả lưu nhất thủ biện pháp này của ngươi không tồi mỗi ngày chỉ để cho hai mươi thế lực tiến vào quả thực cũng yên tĩnh hơn rất nhiều trong phi linh môn thôi hồn độc vương đông vô mệnh nói với lưu nhất thủ đương nhiên để cho bọn họ tranh đoạt đi thôi Lưu Nhất Thủ lập tức hỏi, Đông Cung Phụ, trưởng môn thế nào rồi? Ta cũng không rõ ràng lắm, có thánh thủ Linh Tôn, tiền bối và Linh Vũ Đại Đế ở đó đương nhiên sẽ không có việc gì. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói. Trong phi Linh Môn lúc này đã xuất hiện thêm một đám lớn kiến trúc. Trong lúc đại chiến cũng có vô số kiến trúc bị phá hủy. Thế nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng quá nhiều với phi Linh Môn. Trên một sân rộng, lúc này có hơn 2.000 đệ tử đang học những kiến thức cơ bản. Mọi người không dám lười biếng, bởi vì người, phụ trách bọn họ chính là cường giả vũ đường cho dù những đệ tử này là đệ tử thân truyền được phi linh môn coi trọng thế nhưng cường giả vũ đường vẫn không chút khách khí trong chúng đệ tử nhấp phong cũng có mặt ở trong kiến thức cơ bản của hắn cực kỳ vững chắc thậm chí là lúc nghỉ ngơi hắn còn luyện tập gấp bội bởi vì hắn biết hắn không thể làm cho sư phụ mất mặt hắn là đệ tử của sư phụ sư phụ lợi hại như vậy thu một người đồ đệ như hắn thì hắn phải nỗ lực gấp bội tất cả đệ tử trẻ tuổi cũng không tham dự việc trùng tu phi linh môn nhiệm vụ của bọn họ chính là tu luyện. Mà tốc độ trùng tu của phi linh môn hiện tại cũng rất nhanh, thậm chí còn có không ít người thường chung quanh đều nguyện ý hỗ trợ miễn phí. Đây đều là những người nhận được không ít ân huệ từ khi phi linh môn quật khởi. Ngày lễ ngày Tết còn có thể nhận được không ít đồ từ phi linh môn đưa tới. Đệ tử phi linh môn cũng chưa từng bắt nạt người thường. Điểm này càng khiến cho danh tiếng phi linh môn truyền ra xa hơn. Một tòa kiến trúc đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, vô cùng to lớn, đồ sộ, trên sân rộng lớn kia đại điện phi linh môn lại một lần nữa đại tu kiến lại, tất cả đều tiến hành dưới sự chỉ đạo của thôi hồn độc vương đông vô mệnh, quỷ tiên tử bạch quánh, khấu phi yến. Thời gian đã tới đầu mùa xuân, gió xuân nhàn nhạt thổi qua, trên sân mạch rộng lớn một mảnh xanh ngắt, khắp nơi nơi tràn đầy sức sống. Trong linh thiên môn, hoa đào cũng đã nở rộ, cả dãy núi được phủ một màu hồng, hương thơm ngây ngất lòng người, cảnh tượng khiến cho người thô lỗ nhìn qua trong nội tâm cũng có chút rung động. Lúc này trong một đình viện tinh xảo của linh thiên môn, lữ chính cường chắp tay đứng thẳng hai mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị khí thế tràn ra áo choàng màu đen bao phủ phía sau trên người mặc bộ bộ trường bào màu lam càng làm tăng vài phần anh khí quang mang quanh ngọc giản tin tức trên tay lữ chính cường lóe lên rồi lờ mờ vẻ mặt lữ chính cường cũng theo quang mang trên ngọc giản mà bắt đầu biến đổi chính cường làm sao vậy không mỹ vi nhìn sắc mặt của lữ chính cường nghi hoặc hỏi linh vũ giới vây công phi linh môn trên quy mô lớn xuất động hai linh tôn cửu trọng theo suy đoán còn vận dụng nguyên lực đế giả mãi một lúc lâu sau lữ chính cường mới hoàn hồn thế nhưng cái miệng vẫn như cũ vì kinh ngạc mà há hốc ra vận dụng nguyên lực đế giả vậy hiện tại phi linh môn thế nào rồi trước đó không lâu phi linh môn đối phó với thanh linh hoàng tộc cho dù là có linh hồn thể của thánh thủ linh tôn cũng không thể chống lại nguyên lực của đế giả lục thiếu du trước trận đột phá tôn cấp thi triển kiện thần khí thứ hai tàn sát mười mấy tôn cấp cuối cùng phi linh môn xuất hiện đế giả người linh vũ giới trên cơ bản đều bị đánh chết không còn lữ chính cường nói lúc này cái miệng hắn mới khép lại hai chữ đế giả này hắn hiểu rõ hơn ai hết phi linh môn xuất hiện đế giả chàng nói là phi linh môn có đế giả khâu mỹ vi nghe vậy sắc mặt đại biến không sai là đế giả còn là linh vũ song tu vũ giả ngũ hệ đều là linh đế và vũ đế lữ chính cường than thở tin tức không sai đó chứ khâu mỹ vi dường như không thể tin nổi tin tức đương nhiên không thể sai được đế giả tự phong linh vũ đại đế này Danh hào của hắn 100 năm trước có lẽ nàng cũng nghe qua. Lữ Chính Cường nói, chương 2075, Kính Hoa, Thủy Nguyệt, là ai có thể đột phá đế giả? Khâu Mỹ Vi Nghi hoặc hỏi, Thiên Linh Đan Tôn. Lữ Chính Cường nói, không ngờ lại là hắn, không phải bên ngoài đồn rằng, hắn đột phá đế giả thất bại cho nên đã ngã xuống rồi sao? Khâu Mỹ Vi kinh ngạc, thiên linh đan tôn này nàng đương nhiên biết tới. Đây chính là một nhân vật phong vân tuyệt đối trên đại lục hơn trăm năm trước, là một người kinh diễm tuyệt luân, không ít đại môn đại phái xuất động cường giả mời thế nhưng hắn cũng không gia nhập, không ngờ hiện tại lại đột phá đế giả mà còn ở trong phi linh môn. Linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Đồn rằng khi trước trên chấn thanh vân lục, ra xuất hiện một lão giả giải vây cho bọn họ, sợ rằng lão giả này chính là thiên linh đan tôn. Tiểu tử lục thiếu du này không sợ trời, không sợ đất hóa ra phía sau lưng là có người này. Thảo nào, lữ chính cường giống như bừng tỉnh, than thở nói, phi linh môn có đế giả, lần này coi như chân chính quật khởi rồi. Khâu Mỹ Vi nói, tất cả đều vượt quá dự liệu của ta. Lữ Chính Cường nói, trong một đám kiến trúc, quang mang trên ngọc giản tin tức trong tay ra các tây phong mở đi, mà ánh mắt hắn lúc này cũng kinh ngạc tới cực điểm. Không ngờ, thật không ngờ trong phi linh môn lại có đế giả, tất cả tính toán đều sai rồi. Ra các tây phong nắm chặt tay, hai mắt lên. Trang chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Một trưởng lão đi tới bên người Gia Cát Tây Phong rồi hỏi: "Bên ngoài gần đây còn nghị luận gì không?" Ánh mắt Gia Cát Tây Phong khẽ đổi, nhìn trưởng lão này rồi hỏi: "Bàn tán trong một sớm một chiều không thể dẹp đi được. Trận chiến ở Thiên Môn cốc, đối với thanh danh Lan Lăng Sơn Trang chúng ta tổn thương quá lớn. Hiện tại Phi Linh Môn giống như mặt trời ban trưa." Trưởng lão kia do dự một lát rồi nói: "Phi Linh Môn hiện tại có động tĩnh gì không?" Gia Cát Tây Phong hỏi: "Không có động tĩnh quá lớn. Chuyện kia liên lạc được chưa?" Gia Cát Tây Phong lại hỏi. Đang liên hệ, chỉ là đang chờ câu trả lời thuyết phục của mấy sơn môn khác. Hẳn cũng không có vấn đề quá lớn. Gia Cát Tây Phong trầm giọng, lẩm bẩm nói, tất cả còn chưa kết thúc, thắng bại còn chưa phân. Trong sơn trang yên tĩnh, tất cả đều giống như thế ngoại đảo nguyên, nơi này chỉ là một sơn thôn mộc mạc, tất cả vô cùng yên tĩnh. Oa oa. Trong giây lát trong đỉnh viện có một tiếng khóc nỉ non truyền ra, thanh âm cao to rõ ràng. Lan muội tử, tiếng khóc của tiểu gia hỏa này thật lớn a. À so với tiếng con bò già trong nhà ta còn lớn hơn khi lớn lên nhất định là người có bản lĩnh mai đại tỷ mỉm cười ôm bé trai trong lòng khẽ cười rồi nói sau đó lập tức đem bé trai giao cho mộ dung lan lan mộ dung lan lan ôm bé trai vào lòng tiểu gia hỏa này lập tức ngừng khóc hai con ngươi đen thui nhìn ngó khắp nơi dường như đang đánh giá thế giới chung quanh giống như vô cùng hiếu kỳ vậy đúng là mẹ con a à. muội ôm tiểu gia hỏa này nó ngừng khóc ngay mai đại tỷ mỉm cười Mộ Dung Lan Lan nhìn bé trai trong lòng, khóe miệng mỉm cười hiện lên sự vui vẻ. Nụ cười này khiến cho đứa bé trai trong lòng nàng vui sướng tới mức khoa tay múa chân, bàn tay nhỏ bé lộn lộn. Trên khuôn mặt nhỏ bé kia, mày to mắt kiến, đôi mắt đen lộ ra vẻ nhanh nhẹn. Trong lúc mỉm cười khóe miệng có chút tà dị. Nhìn bộ dáng này Mộ Dung Lan Lan có chút thất thần, nụ cười này không ngờ lại giống hắn như vậy. Lan muội tử, đây chính là thuốc bổ mà ta đi mua, lúc lạnh muội cần phải uống hết. Bằng không thì sẽ tội tiểu gia hỏa này, Tiểu tử này phải ăn no thì sau, này thân thể mới khỏe mạnh được. Trong khi nói chuyện, Mai đại tỷ đã đặt một chén thuốc nóng lên trên bàn. "Đa tạ Mai đại tỷ." Mộ Dung Lan Lan nói. "Cảm tạ cái gì?" Mai đại tỷ vỗ tay vào tạp dề trên người, nhìn tiểu tử trong lòng Mộ Dung Lan Lan rồi nói, "Tiểu tử này có tên chưa?" "Còn chưa có." Mộ Dung Lan Lan nói, ngay khi Mộ Dung Lan Lan vừa mới nói xong, trong giây lát tức thì nhíu mày, vẻ mặt chuyển thành ngưng trọng tức thì nói với Mai đại tỷ bên người, "Mai đại tỷ, ta phải đi đây. Tặng tỷ, đa tạ tỷ đã chiếu cố ta trong khoảng thời gian này." Nói xong Mộ Dung Lan Lan lấy mấy nghìn kim tệ trong nhẫn chữ vật ra rồi nói tiếp, "Mặc kệ xảy ra chuyện gì thì không được đi ra." Lan muội tử, Mai đại tỷ này còn chưa phục hồi lại tinh thần, thì thân ảnh trong phòng đã biến mất không thấy. Sư sư, xa trong không trung có tiếng xe gió nhanh chóng kéo tới, trong nháy mắt có hai đạo khí tức cường hãn nhanh như thiểm điện bắn về phía sơn trang này. Mộ Dung Lan Lan nhìn phía trước, lập tức nhìn đứa bé trong lòng mình, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ ngưng trọng. "Sư muội, chúng ta tìm muội mất không ít thời gian a." À. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Hai mỹ phụ trung niên, người bên trái mặc một bộ cung trang màu trắng, nhìn qua chừng 3 đến 40 tuổi, cũng có vài phần khí chất xuất trần. Mái tóc đen như ngọc, bên trên có một cái tâm đơn giản thế, nhưng vẫn không thể che đi sự bất phàm của nàng. Người bên phải tuổi tác không sai biệt người kia là bao, vì là tu luyện giả dáng dấp và tuổi tác không có quan hệ quá lớn, nữ tử này nhìn qua cũng chừng 3 đến 40 tuổi. Toàn thân mặc sa y, dùng một đai lưng màu trắng. Trên vai có một tấm lụa mỏng màu trắng, gió khẽ thôi qua khiến cho người ta có cảm giác phiêu diêu. Mái tóc đen nhánh tán loạn sau vai nhìn qua có chút ôn nhu. Khuôn mặt không trang điểm, thế nhưng lại có vẻ ưu nhã. Hai nữ tử này tuy rằng, không phải hạng người tuyệt mỹ thế nhưng cũng không phải là nữ nhân dung tục. Hai vị sư tỷ kính hoa, thủy nguyện, hai người sao lại tới đây? Mộ Dung Lan Lan lên tiếng, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Sư phụ biết sư muội sợ rằng không dễ trở về như vậy, cho nên mới phái chúng ta tới đón sư muội trở về. Phụ nhân mặc cung trang màu trắng nhìn Mộ Dung Lan Lan, ánh mắt lập tức nhìn đứa bé trong lòng nàng, ánh mắt biến ảo không ngừng, mở miệng nói: "Sư muội, tội gì muội phải làm như vậy? Muội thân là đảo chủ Thiên Vân Đảo, hẳn phải biết bản thân có rất nhiều chuyện không thể làm được." Hai tử, mau ra mắt hai vị sư bá. Mộ Dung Lan Lan không nói gì, mỉm cười nói với đứa bé trong lòng đứa bé này dường như cũng không sợ hãi gì đôi mắt đen lúng liếc nhìn hai phụ nhân trên không dường như cực kỳ hiếu kỳ hai tử thật khả ái trong mắt phụ nhân có tấm lụa trắng kia hiện lên chút tiêu ý sư muội nữ tử có mặc cung trang liếc mắt nhìn nữ tử đeo lụa trắng lúc này nữ tử đeo lụa trắng mới bất đắc dĩ thu lại ánh mắt mình phụ nhân mặc cung trang lần nữa nhìn về phía mộ dung lan lan rồi nói sư muội ta biết tâm ý của muội Thế nhưng cả hài tử và muội chúng ta đều phải mang trở về. Đây là mệnh lệnh của sư phụ. Chương 2076, tung tích đứa bé trai, Một, Kính Hoa sư tỷ, muội sẽ nói với sư phụ sau. Cho muội thời gian vài ngày, muội sẽ sắp xếp cho đứa bé này. Mộ Dung Lan Lan nhìn đứa bé trong lòng rồi nói, "Sư muội, cả muội và hài tử đều phải trở về, lẽ nào ngay cả mệnh lệnh của sư phụ mà muội cũng không muốn tuân theo?" Nữ tử Mặc cung trang nhướng mày nói, sư muội muội cần phải hiểu rõ không nên để sư phụ thương tâm nữa sư tỷ muội sẽ tự mình thỉnh tội với sư phụ mộ dung lan lan nói sư muội nếu đã như vậy thì đừng trách sư tỷ xuất thủ nữ tử mặc cung trang màu trắng khẽ thở dài nói mộ dung lan lan cười khổ một kiện xa y lập tức xuất hiện trong tay sau đó nàng cuốn quanh đứa bé trong lòng nói muội hiểu hai vị cũng đừng trách ta sau này lan lan sẽ tạ tội với hai người sư muội không nên làm như vậy sư phụ từng nói qua hai tử này thiên vân đảo sẽ sắp xếp cho nó để cho nó lớn lên mà không phải lo cơm áo gạo tiền sao muội phải làm như vậy phụ nhân có giải lụa trắng nói tránh ra cho ta kiếp này sợ rằng ta còn không biết nơi nó ở nữa hai vị sư tỷ các ngươi không hiểu được tâm tình của một người mẫu thân đâu mộ dung lan lan nói sư muội mệnh lệnh sư phụ khó cãi phải nhìn xem muội có thể thoát khỏi tay chúng ta mà đi hay không nữ tử mặc cung trang màu trắng cắn môi trong giây lát có một cỗ linh lực ba động tuôn ra. Cỗ ba động hùng hồn nhanh chóng khuếch tán, gợn sóng trong không gian cuồn cuộn, trong nháy mắt bao phủ về phía mộ dung lan lan. Chỉ bằng vào cỗ khí tức này cũng đủ biết được tu vi nữ tử này, cũng đã đạt tới linh vương cửu trọng, sợ rằng đã tới đỉnh phong. Sư sư, mộ dung lan lan nhíu mày, thủ ấn trong tay được kết, thân hình chuyển động, một đạo quang cháo bằng linh lực lập tức bao phủ thân thể nàng. Kể cả đứa bé ở bên trong, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang quay về phía trước bắn đi. "Sư muội, mệnh lệnh của sư phụ khó cãi." "Muội chú ý." Nói xong, lập tức có một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, linh lực trong cơ thể bạo phát, trực tiếp chắn trước người Mộ Dung Lan Lan, cỗ khí tức của người này cũng không dưới mỹ phụ mặc cung trang màu trắng kia bao nhiêu, sợ rằng cũng đã tới linh vương cửu trọng. Thủ ấn trong tay Mộ Dung Lan Lan bỗng nhiên biến đổi, linh lực ba động bỗng nhiên được đánh ra. Phanh phanh! hai người giao thủ, linh lực va chạm, thanh âm trầm muộn vang vọng trên bầu trời. Kinh khí đáng sợ giống như thủy triều nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, khiến cho cả phiến không gian này có cảm giác vạn vẹo. Trời! Trong sơn trang yên tĩnh này tức thì có không ít thân ảnh nhìn lên bầu trời, cả đám nhìn chân chối. Đó không phải là lan muội tử sao? Không ngờ lan muội tử lại bay được, hóa ra lan muội tử lại mạnh mẽ như vậy. Lan muội tử, cẩn thận! Trong sơn trang, thôn dân mộc mạc lên tiếng cổ vũ thế nhưng cũng không giúp được gì khục khục hai người mộ dung lan lan và thủy nguyệt đánh ra công kích thân thể bị đánh lui về phía sau mộ dung lan lan dựa thế lần nữa chạy trốn nhưng thân ảnh xinh đẹp vừa mới di động phía trước lại có một đạo trưởng ấn đánh tới mộ dung lan lan nhíu mày trưởng ấn trong tay lập tức bổ ra trước trưởng ấn trong không gian xuất hiện từng vết lún giống như cái ao nhỏ linh lực bằng bạc từ trong cơ thể bạo phát phanh hai đạo trưởng ấn lần nữa va chạm cũng không tạo thành động tĩnh lớn. Hai đạo công kích lặng lẽ tiêu tán trong không gian. Sư, tấm lụa trắng trên cổ thủy nguyệt tung bay, linh lực bạo phát. Ánh mắt nhìn Mộ Dung Lan Lan tràn ngập sự bất đắc dĩ, bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh không rõ, trong chớp mắt bắn về phía Mộ Dung Lan Lan. Thủ ấn trong tay biến hóa, nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo chỉ ấn mang theo xu thế sấm sét cấp tốc đánh về phía Mộ Dung Lan Lan thực lực của Thủy Nguyệt Sư Tỷ gần đây tiến bộ không ít a. À. Thân ảnh xinh đẹp của mộ dung lan lan khẽ đổi, cũng nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo chỉ ấn. Đều là tỉ muội đồng môn cho nên linh kỹ mà các nàng tu luyện, cũng không khác là bao. Chỉ ấn đem theo không gian vạn vẹo va chạm vào nhai. Sư sư, lực lượng mạnh mẽ ẩm ẩm va chạm, kinh phong đáng sợ trực tiếp tạo thành một mảnh hỗn loạn trong không trung. Sư, mà trong nháy mắt này mộ dung lan lan không có dừng lại một chút nào, thân ảnh xinh đẹp giống như một chú chim đột nhiên tăng tốc, thân ảnh nhanh chóng lao về phía sau. Sư muội, muội trốn không thoát đâu. Âm thanh của kính hoa vang lên, thân ảnh xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện trước người mộ dung lan lan, một cỗ linh lực dẫn theo năng lượng thiên địa phô thiên cái địa hội tụ. Kình phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí. Trong chớp mắt thân thể trực tiếp xẹt qua không gian mang theo một đạo quyền ấn bằng bạc, cách không đánh một quyền về phía mộ dung lan lan. Quyền ấn khiến cho không gian vạn vẹo, thanh âm bạo liệt đáng sợ vang vọng trong không gian mang theo linh hồn công kích bằng bạc cùng với kinh khí sắc bén khiến cho gợn sóng giống như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống. Sư tỷ, xin lỗi. Nhìn quyền ấn phía xa, ánh mắt Mộ Dung Lan Lan khẽ đổi, cánh tay khẽ vỗ một cái. Khí tức bạo phát tới cực hạn, một cỗ năng lượng vô hình đột nhiên bao phủ về phía quyền ấn kia. Sư sư, năng lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ quyền ấn màu trắng. Dưới năng lượng vô hình này, quyền ấn kia lập tức dừng lại bên ngoài quyền ấn nhất thời bị một tầng năng lượng bao phủ. Năng lượng vô hình lan tràn ra chung quanh, tràn ngập trên không trung. Phanh phanh. Cũng chỉ trong nháy mắt, quyền ấn bị đánh nát rồi tán loạn trên không trung. Trong gợn sóng không ngừng truyền ra thanh âm răng rắc, từng cái khe như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, sau đó lại biến mất không thấy. Khục khục. Kình phong vô hình đánh xuống khiến cho thân thể kính hoa trực tiếp bị đẩy lùi, sắc mặt tái nhợt. Tiếp đó, mộ dung lan lan nhò mắt, trong nháy mắt đánh ra một đạo thủ ấn quỷ dị, đồng thời thân ảnh không ngờ lại phân thành hai đạo thân ảnh, hai đạo thân ảnh này đồng thời hướng về phía ngoài bỏ chạy. Sư sư, hai đạo thân ảnh đều mang theo một mảnh tàn ảnh. trong hai đạo thân ảnh chỉ có một đạo thân ảnh là chân thân của mỹ linh vương mộ dung lan lan. kính hoa thủy nguyệt nhìn nhau lập tức đuổi theo thân ảnh phía bên trái. sư muội, muội không trốn thoát được đâu. kính hoa kêu lên đuổi theo mộ dung lan lan. sư sư, ba đạo thân ảnh một trước hai sau truy đuổi nhau trên không trung. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thân ảnh lướt qua một tòa sơn mạch rồi biến mất ở phía trước. Trên Vân Dương Tông, quang mang trên một khối ngọc giản trong tay Vân Khiếu Thiên tiêu tán, lúc này Vân Khiếu Thiên cũng há hốc mồm. Linh Vũ Đại Đế, Thiên Linh Đan Tôn hóa ra là người ở sau lưng Lục Thiếu Du. Không ngờ sau lưng tiểu tử kia lại có cường giả như vậy. Chương 2077, tung tích đứa bé trai 2. Mãi một lúc lâu sau Vân Khiếu Thiên mới phục hồi tinh thần lại. Tin tức này khiến cho trong lòng hắn chấn động từ trước tới nay hắn luôn suy đoán sau lưng lục thiếu du rốt cuộc còn có ai thế nhưng mãi không thể biết được hiện tại rốt cuộc hắn cũng biết thiên linh đan tôn hắn cũng từng nghe nói qua một ít đây là một cường giả mà các sơn môn lớn tuyệt đối phải kiêng kỵ phi linh môn này không đơn giản a à, lúc này đại hộ pháp cũng nhíu mày hiển nhiên hắn cũng biết được tin tức bên trong ngọc giản là lục thiếu du không đơn giản mới đúng linh vũ song tu vũ giả toàn hệ xem ra sư phụ của lục thiếu du thánh thủ linh tôn chỉ là một trong số đó mà thôi. Người thứ nhất mới chính là thiên linh đan tôn này. Là linh vũ song tu lại đột phá lên đế giả, nhân vật như vậy quả thực kinh diễm tuyệt luân. Đại hộ Pháp nói, xảy ra chuyện lớn như vậy ta phải đi nói với mấy vị thái thượng trưởng lão. Vân khiếu thiên khẽ thở dài, trong không trung yên tĩnh, gió xuân nhẹ nhẹ thổi. Một đầu yêu thú phi hành xuất hiện, đây chính là một đầu thiểm điện phi báo ngũ giai hậu kỳ. Trên lưng thiểm điện phi báo có hơn chục thân ảnh, trước có hai thân ảnh xinh đẹp, khí chất bất phàm, chính là Lữ Tiểu Linh và Vân Hồng Lăng, bên người hai nàng còn có La Lan Thị, Tạ Trưởng Lão và Vũ Ngọc Tiền Trưởng Lão. Lục Trung mặc áo bào trắng, chắp tay đứng thẳng, mày kiếm mắt sáng, trên người vô hình trung có một cỗ anh khí. Ánh mắt hắn lúc này chăm chú nhìn về phía trước. Sư phụ, chúng ta sắp tới phi linh môn chưa? Trên lưng thiểm điện phi báo lúc này còn có mấy đệ tử của Vũ Ngọc Tiền trưởng lão, chính là mấy người đệ tử mà Vũ Ngọc Tiền cố ý mang tới. Sắp tới rồi, lần này mang theo các ngươi là muốn để cho các ngươi nhìn thấy phi linh, môn của sư huynh các ngươi. Sư huynh của các ngươi đã là nhất môn chi chủ rồi. Các ngươi phải cố gắng tu luyện cho ta. Ta cũng không trông cậy các ngươi có thể vượt qua được sư huynh các ngươi. Thế nhưng chỉ cần bằng một phần người ta cũng đã thỏa mãn rồi. Tối thiểu cũng đừng để cho ta mất mặt. Vũ Ngọc Tiền quay về phía sau nói với mấy người đồ đệ của mình. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Mấy đệ tử nói, chàng nha, đừng có yêu cầu cao với đệ tử như vậy toàn bộ vân dương tông cũng không có người nào có thể so sánh được với thiếu du chàng không phải muốn làm khó bọn chúng đó chứ tạ trưởng lão mỉm cười nói đỡ cho mấy đệ tử nàng chỉ biết che chở cho bọn chúng vũ trưởng lão nói nhỏ mẫu thân chúng ta sắp tới phi linh môn rồi vân hồng lăng nói với la lan thị sắp tới rồi sao la lan thị mở miệng cười rốt cuộc nàng cũng có thể tới phi linh môn gặp nhi tử của mình nghĩ tới việc gặp ba hài tử trong lòng nàng không khỏi vui mừng sưu sưu trong không trung, một đạo thân ảnh cấp tốc xẹt qua phía chân trời, vẻ mặt lo lắng, vội vã, người này chính là Mộ Dung Lan Lan. Người của Vân Dương Tông sao? Thân ảnh Mộ Dung Na Lan, Lan chợt lóe, nàng nhướng mày đem đứa bé trên lưng đặt ở trên một ngọn cây. Đứa bé này nhìn Mộ Dung Lan Lan, ánh mắt lóe lên bất định. Con ta? Mộ Dung Lan Lan hôn lên trán đứa bé, trong mắt có chút ướt át, lập tức đánh vào mông đứa bé này một cái, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Oa oa bị đánh, đứa bé này lập tức khóc lớn lên, thanh âm vô cùng to. Ồ, có tiếng khóc. Trên phía chân trời, trên lưng thiểm điện phi báo, ánh mắt Vân Hồng Lăng khẽ đổi. Là tiếng khóc của trẻ con. Lữ Tiểu Linh cũng nghe thấy. Tiếng khóc này. Chúng ta đi nhìn xem một chút, sao nơi này lại có tiếng trẻ con khóc a? À, Vân Hồng Lăng có chút nghi hoặc, thân ảnh xinh đẹp chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Gì? Sau mấy cái lắc mình, thân ảnh Vân Hồng Lăng đã đi tới nơi phát ra tiếng khóc trên một cây đại thụ lúc này có một bé trai nằm trong một tấm vải đang khóc lớn thanh âm cao vút vì sao lại có trẻ con ở nơi này khả ai quá thân ảnh xinh đẹp của lữ tiểu linh chợt lóe trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bé trai này sau đó ôm đứa bé này vào trong lòng nhưng mà đứa bé này vẫn khóc liên tục không ngừng là ai để đứa bé này ở đây vân hồng lăng đưa mắt nhìn quanh bốn phía thế nhưng cũng không phát hiện ra cái gì hồng lăng tỷ hai từ này khả ai quá lữ tiểu linh đem bé trai ôm vào trong ngực vì sao lại có trẻ con ở nơi này, nhanh đưa cho ta xem. Thiểm điện phi báo cũng đi tới bên người hai nàng. Nhìn thấy đứa bé trong lòng Lữ Tiểu Linh đang khóc nỉ non, La Lan Thị vội bảo Lữ Tiểu Linh đưa cho mình. Loại chuyện như thế này La Lan Thị không tin Lữ Tiểu Linh và Vân Hồng Lăng, dù sao hai người cũng chưa có kinh nghiệm. Mẫu thân, người nhìn xem, đứa bé này khả ai quá. Lữ Tiểu Linh nhảy lên lưng thiểm điện phi báo, giao đứa bé cho La Lan Thị. Là ai lại để tiểu gia hỏa này ở đây? tiểu gia hỏa này đáng yêu quá là con trai a la lan thị tiếp nhận đứa bé lập tức trách mắng người để đứa bé lại đây nhìn đứa bé trong lòng nàng càng nhìn càng cảm thấy thích nói đến cũng lạ la lan thị ôm đứa trẻ này đứa trẻ này lập tức ngừng khóc đôi mắt đen lúng liếng nhìn vào la lan thị dường như cảm thấy thân thiết dị thường thế nhưng nhìn khóe mắt có nước mắt khiến cho mọi người thoạt nhìn vô cùng đau lòng mẫu thân vì sao người vừa ôm tiểu gia hỏa này lại dừng khóc vậy lữ tiểu linh có vẻ vô cùng nghi hoặc quả thực có duyên với ta. La Lan Thị mỉm cười, tạ trưởng lão, vũ trưởng lão cùng với đám người xuống lại. Lục Trung và Vân Hồng Lăng thì nhìn chung quanh tìm kiếm. Gần đây không có người, nhanh tìm xem, nếu như có người đánh rơi hài tử này thì sẽ rất sốt ruột. La Lan Thị lập tức nói. Mẫu thân, gần đây không có ai, đây cũng không giống như là đánh rơi. Hài tử này phải làm sao bây giờ? Vân Hồng Lăng nói. Thật là, không biết là ai vậy? Hài tử dễ thương như vậy mà la lan thị khẽ thở dài nhìn đứa bé trong lòng nói hài tử bằng không con đi cùng ta có được không khanh khách đứa bé này không biết có phải hiểu hay không mà lập tức nở nụ cười khanh khách tiểu gia hỏa này khi cười quả thực có chút tương tự với thiếu du khi còn bé lục trung cũng đi tới hai hàng lông mày giãn ra rồi mỉm cười tiểu gia hỏa khải ái này quả thực khiến cho người khác nhìn vào lập tức cảm thấy thích chàng nói như vậy thiếp lại thấy quả thực có chút tương tự la lan thị nhíu mày nhìn đứa bé trong lòng càng nhìn càng thấy giống giống Nàng nói, nếu như hài tử này đã có duyên với ta như vậy, vậy thì cũng không thể để nó ở đây. Chúng ta mang nó theo đi. Mẫu thân quyết định là được rồi, chúng ta đi. Vân Hồng lăng liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này mới phân phó thiểm điện phi báo rời đi. Thân ảnh mọi người trong nháy mắt biến mất phía chân trời. Chương 2078, Vũ Đan khô nứt. Sư. Mãi đến khi mọi người biến mất, trong một ngọn núi đột nhiên có một đạo thân ảnh hiện lên, người này chính là Mộ Dung Lan Lan. Lúc này hai mắt Mộ Dung Lan Lan ướt nhòe, nhìn đám người Vân Dương Tông rời đi phía xa, trong lòng đau đớn không thôi. Loại đau đớn này chỉ có chính bản thân nàng mới biết được mình đau đớn thế nào. "Sư muội, có thể theo chúng ta đi được chưa?" Trong giây lát, Kính Hoa, Thủy Nguyệt xuất hiện phía sau Mộ Dung Lan Lan. Nhìn đám người Vân Dương Tông biến mất phía chân trời, hai nàng cũng khẽ thở dài. Đa tạ hai vị sư tỷ hạ thủ lưu tình. Mộ Dung Lan Lan quay đầu nói với hai người Kính Hoa, Thủy Nguyệt: sư muội, việc mà chúng ta làm được cũng chỉ có thế mà thôi, đi thôi. Kính Hoa khẽ nói. Một lát sau ba thân ảnh xinh đẹp chợt lóe lên rồi biến mất giữa không trung. Phi Linh Môn lúc này đang trong giai đoạn tái thiết, thời gian nhanh chóng trôi qua. Hai ngày sau đại chiến với Linh Vũ Giới, hai người Kim Lang Tôn Giả và cùng Kỳ Tôn Giả chạy tới Phi Linh Môn. Sau khi tới Phi Linh Môn, nhìn thấy dáng vẻ của Phi Linh Môn hiện tại, hai người lại càng hoảng sợ. Thế nhưng sau khi tới Hậu Sơn hai người mới biết được tất cả mọi việc từ trong miệng thánh thủ linh tôn biết được mọi chuyện hai người mới yên lòng mà thánh thủ linh tôn cũng biết chuyện xảy ra ở đông hải lúc ngọc giản tín hiệu bị nghiền nát thì kim lăng tôn giả đã thu được ngọc giản tín hiệu thế nhưng hai người cũng không thể rời khỏi vạn đảo nhai bởi vì vạn đảo nhai đã bị người ta vây quanh hai cường giả thần bí bao vây vạn đảo nhai đều là tôn cấp cửu trọng vốn bốn người cũng không sợ hãi thế nhưng hai người kia không ngờ lại xuất ra nguyên lực đế giả kết quả sau một hồi đại chiến bạch long tôn giả kim lang tôn giả khổng tước tôn giả cùng kỳ tôn giả liên thủ đối phó với hai người dùng nguyên lực đế giả này thế nhưng cho dù liều mạng cũng chỉ đánh ngang tay cuối cùng hai bên đều lưỡng bại câu thương hai người này vây khốn bọn họ hai ngày mới rời đi sau đó kim lang tôn giả cùng kỳ tôn giả mới đi tới phi linh môn đồng thời hai người cũng thu được tin tức trước đó phi linh môn bị linh vũ giới vây công bốn ngày địa viêm đảo một trong tứ các tứ đảo trong vòng một đêm bị người ta săn bằng đệ tử trong sơn môn hầu như bị đánh chết mà trận đại chiến này cũng không làm kinh động bao nhiêu người giống như là vô thanh vô tức vậy sáng sớm hôm sau tin tức này mới truyền đi bởi vì vạn đảo nhai bị hai cường giả bao vây thế nên hai người kim lăng tôn giả mới phá lệ lần này cũng chỉ có hai người tới đây hai người tới phi linh môn một ngày một đêm rồi cũng vội vã rời đi tình huống ở trong đông hải cũng khiến cho nam thúc và thánh thủ linh tôn cực kỳ lo lắng thế nhưng thứ khiến cho hai người lo lắng nhất chính là lục thiếu du Lục Thiếu Du vẫn không hề có một động tĩnh nào, Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn đều thúc thủ vô sách. Mà Lục Thiếu Du nằm đó đã nửa tháng cũng vẫn không hề có động tĩnh gì. Trong hậu sơn phi linh môn, trong đình viện Lục Thiếu Du vẫn nằm yên tĩnh trên giường, quanh thân không có bao nhiêu khí tức ba động. Nếu không phải tim còn đập, thì nhất định sẽ khiến cho người khác liên tưởng tới một cỗ thi thể. Bên cạnh giường, Nam Thúc do dự một lát, thủ ấn được kết, trong mi tâm có một đạo bạch quang bắn ra, sau đó cẩn thận tiến vào trong mi tâm Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt này, Thánh thủ Linh Tôn, Hắc Vũ, Sát Phá Quân, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá còn có Lục Tiểu. Bạch vừa mới chạy về không lâu trước đều khẩn trương không ngớt. Nam Thúc khống chế linh hồn lực tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, cho dù có Thánh thủ Linh Tôn ở bên cạnh cũng không dám sơ ý, linh hồn lực chậm rãi tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, muốn điều tra trạng thái linh hồn của Lục Thiếu Du để biết rốt cuộc hiện tại Lục Thiếu Du xảy ra chuyện gì. Đã nửa tháng qua Lục Thiếu Du không có một chút động tĩnh nào khiến cho tất cả mọi người lo lắng không thôi. Linh hồn lực chậm rãi tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, Nam Thúc cẩn thận tiến vào. Lúc này linh hồn lực Nam Thúc vừa mới tiến vào, trong đầu lập tức có một đạo kim quang chói mắt bắn ra. Nam Thúc lập tức cảm giác được bên trong cỗ kim quang này có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn hắn cũng phải run sợ, căn bản không thể chống lại. Thế nhưng Nam Thúc cũng đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, lập tức lui lại. Sư có thánh thủ linh tôn cảnh báo nam thúc nhanh chóng rút linh hồn lực của mình về ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía thánh thủ linh tôn hỏi khung thiên huynh trong đầu tiểu tử này rốt cuộc có vật gì vậy ta cũng không biết lần trước thiếu chút nữa ta còn bị nó hại a à. thánh thủ linh tôn nhíu mày lập tức nói thứ kia có thể là vật từ thời thượng cổ cũng không nhất định khí tức không phải tầm thường vật thượng cổ sao nam thúc khẽ co mày nói trước tiên mặc kệ nó là vật gì tiểu tử này đã nằm như vậy nửa tháng rồi mà vẫn không có động tĩnh gì không thể kiểm tra linh hồn, cũng không có cách nào biết nó bị làm sao. Thiếu du lần này bị tàu hỏa nhập ma quá nghiêm trọng. Thế nhưng có lẽ có bất diệt huyền thể, và thứ quỷ dị trong đầu nó mới khiến cho nó bình yên vô sự như hiện tại. Nhưng nếu muốn khôi phục thì khó mà nói trước được. Thánh thủ linh tôn khẽ thở dài, ngay cả hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể thở dài mà thôi. Nam thúc, người thử nghĩ biện pháp khác xem. Lão đại nếu như không tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Tiểu Long lo lắng nói. Hiện tại không có cách nào, bề ngoài tiểu tử này không có một dấu hiệu không tốt nào, lại không thể tra xét linh hồn. Nam thúc đi qua đi lại, hiện tại hắn cũng bó tay. Kaka sẽ không sao chứ? Vì sao lâu vậy còn chưa tỉnh? Có lẽ nào linh hồn bị tổn thương? Lục Tâm đồng lo lắng nói, thân là linh giả, đối với phương diện này nàng biết nhiều hơn một chút. Không thể điều tra cho nên không thể nhìn ra. Nam thúc cười khổ, vừa rồi dưới đạo kim quang kia hắn cũng phải kiêng kỵ. Trong cơ thể thiếu du có hai cỗ chân khí hai cỗ chân khí này cực kỳ khổng lồ thánh thủ linh tôn nói nếu như tiểu tử này có thừa nhận hai cỗ chân khí này thì cũng không cần quá vội đối với người khác mà nói hai cỗ chân khí này chính là hiểm họa thế nhưng đối với tiểu tử này mà nói chính là chỗ tốt nam thúc suy tư một hồi rồi nói với thánh thủ linh tôn không thể điều tra linh hồn hiện tại ta cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi tiểu tử này chỉ có một chút không ổn mà thôi thời gian ta kiểm tra thì phát hiện ra vũ đan của hắn khô nứt hẳn là đang đột phá bị quấy rối nên bị khí huyết công tâm, cuối cùng bị thương nặng. Mạnh mẽ thôn phệ đột phá, khí tức bất ổn lại còn xuất thủ liều mạng, trực tiếp làm bị thương tới Vũ Đan. Vũ Đan bị thương, nhẹ thì mất sạch tu vi, nặng thì đan toái trở thành phế nhân, không chết đã là kỳ tích. Chương 2079, Âm Dương Tiên Thiên 1. Thánh thủ Linh Tôn suy đoán, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng. Nam Thúc khẽ gật đầu, cũng lo lắng nói, sợ rằng hồn anh trong đầu tiểu tử này cũng không ổn, nếu như hồn anh bị ảnh hưởng nhìn tình huống mà đoán nhẹ thì vĩnh viễn như thế này nặng thì sẽ chết linh hồn của nó chúng ta không thể điều tra vì vậy hiện tại cũng không có biện pháp chỉ có chờ mà thôi vận khí tiểu tử này luôn luôn không kém hy vọng lần này có thể tiếp tục vượt qua được nam thúc nói hiện tại cũng chỉ có thể chờ thánh thủ linh tôn nói ngoài phi linh môn thiểm điện phi báo hạ xuống nửa tháng qua phi linh môn đã một lần nữa được kiến thiết lại như lúc ban đầu vân hồng lăng lữ tiểu linh hạ xuống ngoài phi linh môn có không ít đệ tử quen mặt với hai vị trưởng môn phu nhân lập tức tiến lên hành lễ xảy ra chuyện gì sao ngoài phi linh môn cũng rực rỡ hẳn lên vốn trước đó vân hồng lăng rời khỏi vân dương tông cho nên còn chưa thu được tin tức của phi linh môn cho nên lúc này trong lòng có chút bất an lập tức hỏi mấy đệ tử này một đệ tử dường như là đầu lĩnh nói đại khái một ít chuyện xảy ra một tháng trước còn chưa nói xong vân hồng lăng đã vọt vào bên trong phi linh môn lục chung cũng biến sắc một lát sau dưới sự dẫn đường của thôi hồn độc vương đông vô mệnh và quỷ tiên tử bạch quánh đám người vân hồng lăng mới đi tới bên trong đình viện vốn là nơi tu luyện của sát phá quân đám người lục tâm đồng tiểu long dương quá cũng vừa hay ở bên trong đình viện này thôi hồn độc vương đông vô mệnh và quỷ tiên tử bạch quánh nửa tháng nay cũng đã tới qua hai lần tình huống của lục thiếu du hai người đều nói cho la lan thị đám người vân hồng lăng lo lắng tới cực điểm hai người dương quá lục tâm đồng bỗng nhiên nhìn thấy mẫu thân tới phi linh môn tức thì kinh ngạc hai người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn nam thúc lục trung đi tới trước mặt nam thúc rồi thi lễ đối với lão bộc thần bí ở trong lục gia vài thập niên khi hắn biết được thân phận cũng không khỏi khiếp sợ nam thúc cũng coi như là người nhìn hắn lớn lên nhìn thấy dáng dấp của lục thiếu du lúc này vân hồng lăng và lữ tiểu linh liền đi em amg tới thế nhưng hai nàng cũng chỉ có lo lắng suông mà thôi từ trong miệng hai người Tiểu Long và Lục Tâm Đồng các nàng cũng biết được tình huống gần đây của Lục Thiếu Du. La Lan Thị, Lục Trung, Vũ Ngọc Tiền cũng chỉ có thể lo lắng, mà thứ hiện tại mọi người có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Oa oa. Có lẽ là bởi vì trong phòng có nhiều người xa lạ cho nên đứa bé trong lòng La Lan, bỗng dừng khóc to lên, thanh âm cao vút. Mẫu thân, đây là, đám người Lục Tâm Đồng đã sớm chú ý tới đứa trẻ trong lòng La Lan, thế nhưng cũng chưa hỏi. Lúc này nhìn thấy đứa trẻ này khóc nàng mới lên tiếng hỏi vân hồng lăng lữ tiểu linh đem chuyện nhặt đứa trẻ này trong sơn mạch vụ đô nói qua một lần mọi người cũng chỉ âm thầm cảm thấy kỳ lạ có chút ngoài ý muốn chỉ là nghe tiếng đứa trẻ này khóc nam thúc và thánh thủ linh tôn liếc mắt nhìn nhau nam thúc lập tức đi tới trước mặt la lan thị rồi nói phu nhân để cho ta xem hài tử này một chút nam thúc người còn gọi ta là phu nhân sao làm thế quả thực là giết ta a à. la lan thị mỉm cười đem đứa trẻ trong lòng giao cho nam thúc nam thúc ôm đứa bé thủ ấn trong tay được kết liên tục rơi vào trên người đứa bé này sắc mặt hắn càng lúc càng kinh ngạc nam thúc hài tử này sao vậy nhìn thấy vẻ mặt của nam thúc la lan thị sốt ruột hỏi nàng sợ rằng thân thể tiểu tử này không tốt nam thúc thu hồi thủ ấn lập tức nói với la lan thị yên tâm đi hài tử này không sao hết rất tốt hài tử này sợ rằng mới sinh ra còn chưa được một tháng a à, thế nhưng linh hồn lực lại không kém thánh thủ linh tôn không nhìn nhưng thân là linh hồn thể cho nên cảm nhận vô cùng rõ ràng. Linh hồn lực của đứa bé này so với đứa trẻ 3 4 tuổi còn mạnh hơn một chút, điều này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này vừa sinh ra đã là một linh giả. Nam Thúc gật đầu với Thánh thủ Linh Tôn, nhịn không được mà kinh ngạc nói, thân thể âm dương tiên thiên, không ngờ thân thể của tiểu gia hỏa này lại là âm dương tiên thiên, tiểu tử kia cũng chỉ là âm dương hậu thiên mà thôi. Vậy không phải nói thể chất của tiểu tử này so với thiếu du còn mạnh hơn sao? thánh thủ linh tôn cũng kinh ngạc không chỉ có như vậy tiểu gia hỏa này vừa mới sinh ra thì trong cơ thể đã mang theo thuộc tính ngũ hệ nam thúc cười khổ nói tay đánh ra một đạo linh lực bao phủ thân thể tiểu gia hỏa này trên người tiểu gia hỏa này lập tức có ngũ sắc quang mang nhàn nhạt tràn ra quang mang này tuy rằng cực kỳ yếu ớt thế nhưng quang mang này xuất hiện khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối đứa trẻ vừa mới sinh ra này không ngờ trong cơ thể lại có thuộc tính ngũ hệ cũng là linh vũ song tu vũ giả ngũ hệ sát phá quân ở bên cạnh trợn mắt cái miệng há hốc tuyệt đối có thể nhét vừa một quả trứng không sai thể chất của tiểu gia hỏa này tuyệt đối là người mạnh nhất mà ta đã từng gặp có thể nói cũng là linh vũ song tu vũ giả ngũ hệ không nói thì thôi nếu chỉ tính riêng thiên phú thì tiểu gia hỏa này còn mạnh hơn thiếu du nam thúc nói thiên phú của tiểu gia hỏa này mạnh như vậy sao mọi người nhìn đứa bé trước mặt không khỏi hít sâu một hơi thiên phú của lục thiếu du mọi người cũng biết tuyệt đối là người khiến cho cả đại lục khiếp sợ không ngờ thiên phú của tiểu gia hỏa này lại còn mạnh hơn lục thiếu du tiểu tử kia lễ vật gặp mặt này của ngươi quả thực rất đặc biệt nam thúc đột nhiên nói mọi người nhìn lại không khỏi mỉm cười hóa ra tiểu gia hỏa này đang tè vào người nam thúc nam thúc bất đắc dĩ nhìn tiểu gia hỏa trong tay đôi mắt đen nhánh của tiểu gia hỏa này nhìn về phía nam thúc cười khiến cho nam thúc cũng chỉ có thể cười khổ nước tiểu của đồng tử là thứ tốt a à? thánh thủ linh tôn cũng mỉm cười nói lễ vật gặp mặt mà tiểu gia hỏa này đã tặng cho ngươi ngươi cũng không thể không đáp lễ hạt giống tốt như vậy cũng không nên lãng phí cũng được hạt giống tốt như vậy quả thực không nên lãng phí vậy thì cho tiểu tử này một chút lễ vật tạo cho nó chút căn cơ vậy nam thúc cười khổ trong mắt hiện lên sự hiền từ lập tức đánh ra từng đạo thủ ấn thủ ấn mang theo quang mang nhàn nhạt nhẹ nhàng rơi vào trên người bé trai này thời gian lần nữa trôi qua trong đông hải lúc này là một mảnh hỗn loạn trong vòng một đêm địa viêm đảo bị săn bằng, tất cả cường giả không rõ tung tích, không biết là tan thành cho bụi hay là xảy ra biến cố gì. Trong Đông Hải lúc này vô cùng hỗn loạn, vô số người lo lắng. Địa viêm đảo này bị săn bằng, thế nhưng những thế lực chung quanh lại không nghe được một động tĩnh gì. Việc này mới là thứ khiến cho người ta chấn động nhất. Chương 2080, Âm Dương Tiên Thiên, 2. Bảy sơn môn khác trong tứ các tứ đảo lúc này cũng khiếp sợ, cường giả các sơn môn đều quay về sơn môn trong các sơn môn lớn cảnh giác tới cao độ địa viêm đảo bị săn bằng rốt cuộc là ai làm trong đại lục này thế lực có thể vô thanh vô tức làm được điều này sợ rằng còn chưa có một ai cho dù là liên thủ cũng không đến nỗi vô thanh vô tức như vậy toàn bộ đông hải khiếp sợ bảy sơn môn còn lại trong tứ các tứ đảo chấn động phái cường giả ra đi tìm hiểu tin tức thế nhưng lại không có bất luận thu hoạch nào giống như không có một chút dấu vết nào vậy tuy rằng không có bất luận một chút tin tức nào Thế nhưng có người nói phụ cận thi thoảng có người nhìn thấy, lúc màn đêm buông xuống toàn bộ địa viêm đảo tức thì đen kịt, giống như là bị thứ gì đó bao phủ, hoàn toàn là một mảnh hắc ám, thế nhưng cũng không có ai chú ý. Trong lúc Đông Hải chấn động thời gian cũng dần dần trôi qua. Trong nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, dường như mọi việc yên bình hơn một chút, thế nhưng đối với các sơn môn lớn thì lại không lúc nào không cảnh giác. Người của các sơn môn lớn biết thực lực của địa viêm đảo thực lực như vậy không ngờ lại vô thanh vô tức bị săn bằng. Muốn làm được điều này cần thực lực rất mạnh mới có thể làm được. Chỉ ít loại lực lượng này, sợ rằng không có bất kỳ thế lực nào trên đại lục có được. Thời gian 3 tháng, các thế lực lớn trong cổ vực, đại lục linh vũ cũng nhân được tin tức này từ thiên địa các. Tin tức này so với việc phi linh môn xuất hiện đế giả còn chấn động hơn. Bởi vì tin tức này chính là địa viêm đảo trong vòng một đêm biến mất không thấy. Tin tức như vậy đủ để khiến cho tất cả các sơn môn lớn thấp thỏm không yên các sơn môn lớn lập tức khẩn trương bố trí và đề phòng mà trong phi linh môn tất cả đều vô cùng yên tĩnh linh thiên môn và vân dương tông cũng phái người tới phi linh môn dò hỏi một chút rồi rời đi lục thiếu du vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ vì vậy hai nàng lữ tiểu linh cùng vân hồng lăng vẫn ở lại phi linh môn mà theo thời gian trôi qua cường giả gia nhập phi linh môn gần đây so với cường giả trước đây gia nhập phi linh môn tăng lên trên diện rộng cường giả đến gia nhập phi linh môn cuồn cuộn không dứt thế nhưng cũng không phải ai cũng có thể gia nhập. Ba tôn giả trong phi linh môn ba tháng trước diệt địch cũng xuất không ít lực, hòa thử tôn giả ngã xuống, phi linh môn lại trong thời gian cần dùng người, trưởng môn hôn mê bất tỉnh, đám người thôi hồn độc vương đông vô mệnh, quỷ tiên tử bạch oánh, khấu phi yến, thanh linh tôn giả sau khi thương nghị với nhau lại tìm lục tâm đồng, thương lượng một hồi sau đó mấy người làm chủ để cho ba người gia nhập phi linh môn, trở thành tôn sứ hộ môn. Ba vị tôn giả phân biệt là chấn linh tôn giả, tu vi linh tôn nhất trọng, cực mộc tôn giả tu vi vũ tôn nhị trọng. Người còn lại chính là song tuyệt tôn giả, tu vi vũ tôn tam trọng. Người này gọi là song tuyệt là bởi vì có hai kiện linh khí song đao huyền cấp. Ba tôn giả này vốn đã có dự định gia nhập phi linh môn từ trước, lúc này lại tự mình chứng kiến thực lực của phi linh môn. Phi linh môn lại còn có đế giả tọa chấn cho nên, càng thêm kiên định với ý định gia nhập phi linh môn. Hòa thử tôn giả ngã xuống khiến cho mọi người đau lòng, thôi hồn độc vương đông vô mệnh còn cố ý tìm hậu nhân của hòa thử tôn giả nếu như phi linh môn có thể giúp được gì thì nhất định sẽ tận lực hỏa thử tôn giả vì phi linh môn mà ngã xuống chiếu cố hậu nhân cũng là chuyện phải làm thời gian ba tháng trôi qua lục thiếu du vẫn không có chút động tĩnh nào nếu không phải tim còn đập thì quả thực không khác gì người chết khí tức và ráng dấp so với ngày đầu tiên nằm trên giường không có gì khác biệt mọi người vô cùng lo lắng thế nhưng cũng không thể làm gì nam thúc và thánh thủ linh tôn nghĩ biện pháp nam thúc thậm chí còn thử một lần nữa đi vào trong không gian linh hồn của Lục Thiếu Du, thế nhưng vẫn không thể tiến vào nửa bước, không thể kiểm tra được linh hồn của Lục Thiếu Du, Nam Thúc cũng chỉ có thể bó tay. Thời gian mấy tháng trôi qua, Phi Linh Môn rực rỡ hẳn lên, trên đống hỗn độn khi trước lúc này là một mảnh kiến trúc, so với khi trước còn rộng lớn hơn nhiều. Phi Linh Môn liên tục mở rộng, diện tích cũng không ngừng kéo dài, mặt bên kéo dài tới gần sơn mạch Vũ Đô, về phần phía sau đã bao phủ toàn bộ Phi Linh sơn mạch. Hiện tại các cường giả trong Phi Linh Môn trên cơ bản đều ở trong sơn mạch. Mỗi một cường giả đều ở trên một ngọn núi, đệ tử bình thường không thể tiến vào đó. Đại điện Phi Linh môn, trải qua 3 lần sửa chữa đại điện càng thêm khổng lồ không gì sánh được. Trước đại điện chính là một cái sân rộng, bốn phía đều là bậc thang. Phải đi qua mấy bước bậc thang mới có thể tới được sân rộng, sau đó tiến vào đại điện. Vô hình chung cũng có ngụ ý tiến vào đại điện không thể không cúi đầu, cũng đại biểu cho khí phái của thế lực nhất lưu. Trên một sân rộng ở hậu sơn Phi Linh môn lúc này có mấy nghìn người đang tụ tập, tất cả đều là đệ tử trẻ tuổi tuổi tác chừng 10 đến gần 20, cả đám hiện tại đều vô cùng phấn chấn. Đông đảo ánh mắt hiện tại đều đang nhìn vào hai đệ tử trẻ tuổi đang giao thủ ở giữa sân rộng. Mỗi 3 tháng, đối với đệ tử trẻ tuổi mà nói đều là đại sự. Mỗi 3 tháng phi linh môn đều có một lần khảo thí, kiểm tra tình huống tu luyện của đệ tử trẻ tuổi, thậm chí còn có xếp hạng. Nếu có thể tiến vào top 50 đệ tử đứng đầu thì cũng chứng minh được thực lực của mình. Căn cứ theo lời chấp sự phụ trách dạy dỗ bọn họ mà nói, người trong top 50 sẽ được trưởng lão, trong môn đến tuyển chọn đệ tử thân truyền một lần nữa, điều này khiến cho chúng đệ tử bình thường càng thêm nỗ lực. Ai cũng muốn trở thành đệ tử thân truyền, đãi ngộ của đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường hoàn toàn không giống nhau. Phanh phanh, hai đệ tử trẻ tuổi trên đài va chạm với nhau, lực lượng va chạm phát ra thanh âm trầm thấp bạo liệt. Một đạo thân ảnh bị đánh bay xuống dưới đài. Lưu Hồng thắng, kế tiếp chính là Lưu Chí chiêu đối đầu với Nhấp Phong. Trên sân rộng, một chấp sự lớn tiếng nói, Sư, một đạo thân ảnh tức thì nhảy lên, đây là một thanh niên 16-17 tuổi, trên người mặc một chiếc áo bào xanh, thân thể rắn chắc, động tác khi thân hình đáp xuống sân rộng vô cùng ưu nhã, dẫn tới vô số tiếng vỗ tay. Trong đám người, thân hình nhiếp phong khẽ nhún, bàn chân vận sức giống như mãnh hổ vồ mồi rồi đáp xuống sân rộng. Tuy rằng động tác nhìn không đẹp lắm, nhưng lại mang theo khí tức hung hãn, động tác này hiển nhiên không nhận được sự hoan nghênh như lưu trí chiêu, cho nên cũng không có tiếng vỗ tay. Nhiếp Phong này chính là đệ tử của trưởng môn, không biết hắn có thể đánh bại được Lưu Chí Chiêu hay không. Chương 2081, Nhiếp Phong khảo thí. Lưu Chí Chiêu là người có thực lực mạnh trong đám người chúng ta, mấy ngày hôm trước chấp sự còn khen hắn tiến bộ không tồi a. À. Hai người này giao thủ không biết ai sẽ chiến thắng. Nhiếp Phong lên đài tức thì có không ít tiếng nghị luận trong chúng đệ tử truyền ra. Thân phận của Nhiếp Phong đương nhiên cũng khiến cho không ít đệ tử chú ý. Mời Lưu Trí Chiêu nhìn Nhiếp Phong, trên phương diện tuổi tác hắn lớn hơn vài tuổi, thế nhưng dáng dấp lại không khác biệt là bao, ngược lại thoạt nhìn còn khỏe mạnh hơn Nhiếp Phong một chút. "Sư huynh, vậy thì ta cũng không khách khí nữa." Nhiếp Phong cực kỳ lễ phép, khẽ gật đầu nói. Trong giây lát cánh tay trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấn về phía Lưu Trí Chiêu, tuy rằng không có chân khí phụ trợ, thế nhưng lực lượng cũng không kém, cũng có một cỗ khí thế. "Sư" Nhìn quyền ấn này đập tới, ánh mắt Lưu Trí Chiêu lóe sáng, quang mang dưới chân chợt lóe lên, một cỗ chân khí thuộc tính phong tràn ra, bàn chân di chuyển nhanh chóng tránh được một quyền này. Tuy rằng nói là nhanh chóng thế nhưng cũng có chút chật vật. Lưu Chí Chiêu lúc này vô cùng hoảng sợ, hắn không ngờ tốc độ của Niếp Phong lại nhanh như vậy. Lúc thân hình thối lui, Lưu Chí Chiêu cũng không khách khí, đối mặt với đệ tử của Trương Môn hắn cũng muốn tỏa sáng. Cánh tay hắn có một cỗ chân khí màu trắng nhanh chóng ngưng tụ, thân ảnh đánh về phía Niếp Phong, đồng thời hai tay vung lên, bỗng nhiên chuyển thành lợi chảo chộp tới ngực Nhiếp Phong. Đầu ngón tay, thuộc tính phong màu trắng bằng bạc ngưng tụ lại trên đầu ngón tay giống như là một đôi bao tay mang theo lợi chảo sắc bén vậy. Sư, trước chảo ấn của Lưu Chí chiêu mang theo tiếng xe gió, tốc độ cực kỳ nhanh, đánh tới trước người Nhiếp Phong. Nhìn một chảo của Lưu Chí chiêu mang theo tiếng xe gió mơ hồ, không ít chất sự chung quanh cũng phải gật đầu. Trong hàng ngũ đệ tử mấy năm nay, thực lực của Lưu Chí chiêu này quả thực không tồi, đạo chảo ấn này hai mắt Niếp phong mở lớn giống như một đầu dã thú đối phó một chảo quanh thanh không có bất luận một chút ca hơn khí nào ngay khi chảo ấn còn cách hắn nửa thước Niếp phong kho lưng xuống thân thể trực tiếp trở thành một đường vòng cung sau đó thân thể dùng xu thế như sấm sét trực tiếp tách chảo ấn này ra sư đạo chảo ấn này của lưu trí chiêu trong giây lát xẹt qua bụng nhiếp phong kình phong khiến cho y phục trên bụng nhiếp phong bay phất phới tinh quang trong mắt Niếp phong trượt lóe lên Thân hình lập tức khom lưng, tay trái mạnh mẽ chém xuống mặt đất, một cỗ lực lượng đánh vào mặt đất, mượn lực mà nhảy dựng lên. Một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh vào trên người Lưu Chí Chiêu. Phanh! Lưu Chí Chiêu bị một quyền này đánh cho lảo đảo lui về phía sau vài bước, chân khí trong cơ thể bị kiềm hãm, sau khi lùi lại mấy bước mới ổn định lại được thân thể. Phản ứng không tồi. Dưới một chiêu này, không ít chấp sự cũng nhíu mày. Phản ứng của Nhiếp Phong quả thực không bình thường, lực lượng cũng không nhỏ không ngờ có thể dùng một quyền đánh cho lưu trí chiêu lùi về phía sau mấy bước nhưng mà lưu trí chiêu này đã là vũ sĩ nhất trọng năm sáu người bình thường cũng không có khả năng đánh hắn lùi lại nhiếp phong còn chưa tu luyện ra chân khí muốn thực sự đánh bại hắn sợ rằng không dễ một quyền bị đẩy lui lưu trí chiêu cũng có chút hơi ngạc nhiên sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi quả thực hắn đã bị mất mặt chân khí dưới chân chợt lóe thân ảnh lần nữa bắn thẳng về phía nhiếp phong cánh tay run lên đánh ra một thủ ấn đơn giản một đạo trưởng ấn cấp tốc được ngưng tụ ra, trực tiếp đánh về phía Niếp Phong. Niếp Phong cũng biết thực lực bản thân mình không đủ, trong mấy ngày nay, thân là đệ tử của trưởng môn, một ít chất sự điều vô cùng nhiệt tình chỉ bảo không ít chuyện trên phương diện tu luyện, cho hắn, bao gồm là chân khí, linh lực, đan dược, vũ kỹ, linh kỹ. Nhìn đạo trưởng ấn phía trước, Niếp Phong cũng biết đây là vũ kỹ, uy lực rất mạnh, giống như là một trưởng của dã thú uy mãnh nhất, nếu như ngạnh kháng thì người chịu thiệt là hắn. Thân ảnh hắn lập tức nhảy sang một bên. Ngươi không tránh được đâu." Lưu Chí chiêu khẽ quát một tiếng, hắn biết tốc độ của Nhiếp Phong không chậm cho nên dường như đã có chuẩn bị từ trước. Chân khí chợt lóe, trong nháy mắt chắn trước người Nhiếp Phong, trưởng ấn mang theo kình phong đem y phục trên người Nhiếp Phong rung động. Sắc mặt Nhiếp Phong đại biến, hắn không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, ánh mắt đảo qua chung quanh, cũng không có ngoại lực có thể mượn để chống đỡ cho nên chỉ có thể nhanh chóng thối lui. Ngay khi Nhiếp Phong lần nữa thối lui, trong chốc lát này trưởng ấn trong tay lưu trí chiêu không chút lui tình giống như mũi tên rời cung mang theo chân khí bằng bạc trưởng ấn ầm ầm đánh vào ngực nhiếp phong lưu trí chiêu là vũ sĩ nhất trọng lại là vũ giả thuộc tính phong tốc độ cực nhanh nhiếp phong tuy rằng có thiên phú chiến đấu thế nhưng đây không phải trong rừng rậm mà trên phương diện thực lực nhiếp phong lại chỉ dùng vào lực lượng của thân thể ngay cả vũ giả chính thức cũng không được tính nếu như thực sự muốn chống lại mà nói quả thực rất khó vũ giả và người bình thường hơn kém không nhỏ một đạo trưởng ấn đánh xuống, sắc mặt Niếp Phong đại biến. Cảm nhận một trưởng trước ngực, thân hình nhanh chóng thối lui. Dựa vào kinh nghiệm trong rừng khi trước, một khi bị mãnh thú đánh một kích, chỉ cần liên tiếp lùi về phía sau sẽ đem lực đạo giảm bớt không ít. Lúc này cũng là như vậy, lực đạo trên trưởng ấn giảm đi không ít, thế nhưng lực đạo còn lại vẫn hung hăng đánh vào trên người hắn. Phanh! Thân hình Niếp Phong lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Hay! Một trưởng này quả thực lấy lại không ít mặt mũi cho Lưu trí Chiêu đưa tới không ít tiếng trầm trồ khen ngợi thế nhưng dưới một trưởng này Niếp phong lại lần nữa đứng lên tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm cả mặt đỏ bừng nhưng cũng còn chưa bị thua trong thi đấu này có quy định trừ phi là lùi ra bên ngoài vòng tròn thì mới tính là thua nhìn thấy một người bình thường như Niếp phong có thể ngạnh kháng một trưởng của mình mà không bị làm sao dường như lưu trí chiêu đã không nhịn được nữa thân ảnh lóe lên rồi lần nữa đánh tới thụ ấn trong tay biến hóa cổ tay run lên Chân khí thuộc tính phong mạnh mẽ tuôn ra, hung hăng đánh về phía Nhiếp Phong, dường như lúc này hắn đã dùng toàn lực. Nhìn đạo trưởng ấn này, Nhiếp Phong cắn răng, lần đầu tiên tham gia khảo thí hắn không thể để bị thua được. Hắn thua là việc nhỏ, thế nhưng không thể làm mất mặt mũi của sư phụ. Đúng lúc này, Nhiếp Phong cắn răng, trong đôi mắt trong suốt, đen kịt kia hiện lên màu hồng, miệng quát, "Lưu sư huynh, huynh cẩn thận." Nhiếp Phong hét lớn một tiếng, trong giây lát vung hai tay lên, trên hai tay không ngờ lại có quang mang nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn bàn chân bước lên phía trước một bước, bỗng nhiên đánh về phía Lưu Trí Chiêu, không những không tránh mà còn ngạnh kháng một trường này. Chương 2082, nửa năm trôi qua một. Hừ, Lưu Trí Chiêu này cũng không sợ, mọi người đều biết Nhấp Phong là người không thể tu luyện chân khí, trong mắt lén lút hiện lên sự khinh thường, một đạo quyền ấn không chút khách khí trực tiếp đánh về phía Nhấp Phong. Phanh, một trường một quyền trực tiếp va chạm, tiếng trầm muộn vang lên. Nơi trưởng quyền va chạm, gợn sóng trong không gian hơi lắc lư một chút, khục khục. Tiếp đó Lưu Chí Chiêu chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp vọt tới, cỗ lực lượng này thậm chí còn không kém hắn. Dưới cỗ lực lượng này, khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn, nhịn không được mà phun ra một ngụm máu. Phanh. Đồng thời, thân thể Lưu Chí Chiêu bị đánh bay, đập vào mặt đất cách đó mấy thước. Mà lúc này kết cục của Nhiếp Phong cũng như vậy, miệng cũng phun ra máu, bị đánh bay đi. Thế nhưng bởi vì có liên quan tới thể trọng cho nên khoảng cách bị đánh bay đi gần hơn, Lưu Chí Chiêu không ít, còn ở trong vòng đấu mà lưu trí chiêu kia có lẽ là bởi vì thể trọng thân thể cho nên bị đánh bay ra khỏi vòng đấu nhiếp phong thắng không ít chất sự kinh hãi điều này quả thực rất giật mình nhiếp phong rõ ràng là người thường không ngờ lại có thể đánh bại lưu trí chiêu quả thực quá không bình thường chút nào sư phụ đệ tử cuối cùng cũng không để cho người mất mặt nhiếp phong dãy ruộng, khóe miệng mang theo tia máu nghe thấy âm thanh tuyên bố mình thắng lợi không ngờ lại khóc như đứa trẻ tĩnh giao sư muội có gì đáng xem đâu đây chỉ là thi đấu của những đệ tử bình thường mà thôi trên góc sân rộng lúc này có mấy đạo thân ảnh nam nữ ở đó trong đó có trịnh thánh kiệt hoàng tĩnh giao và dương linh hạo thật không đối với lời nói của trịnh thánh kiệt hoàng tĩnh giao chỉ nhàn nhạt, nhạt nói một câu ánh mắt nhìn kỹ về phía nhiếp phong nhiếp phong này là đệ tử của trưởng môn có người nói hắn chỉ là người thường lực lượng có chút mạnh mẽ mà thôi thế nhưng vừa rồi lại đánh bại lưu trí chiêu kia quả thực có chút bất ngờ dương linh hạo nói có gì là bất ngờ đâu chỉ trùng hợp một chút mà thôi trưởng môn nhận hắn làm đệ tử lại ném hắn lẫn lộn với đám đệ tử bình thường này có lẽ cũng không xem trọng hắn trịnh thánh kiệt nhìn phía trước trong mắt hiện lên sự khinh thường trong khinh thường này lại có ước ao đố kỵ dựa vào cái gì mà một phế vật lại được trưởng môn thu làm đệ tử mà hắn lại không có cơ hội này tuy rằng hiện tại hắn chính là đệ tử của tôn sứ hộ môn địa vị cao thượng thế nhưng bốn chữ đệ tử trưởng môn quả thực còn trên cả hắn a tiểu thư nhiếp phong gian nan đứng lên trong lúc vui vẻ vì thắng lợi đột nhiên nhìn thấy thân ảnh màu hồng ở góc sân ánh mắt không biết vì sao lại không dám nhìn thẳng dường như nhớ tới cái gì đó lập tức bước thấp bước cao đi tới bên người hoàng tĩnh giao có chuyện gì sao nhìn thấy nhiếp phong này hoàng tĩnh giao có chút hơi ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ nhiếp phong hỏi nhiếp phong nhìn thiếu nữ giống như tiên nữ trước mặt đặc biệt ánh mắt trong suốt quyến rũ kia trong mắt dường như có một loại ma lực khiến cho hắn có chút ngại ngùng căn bản không dám nhìn thẳng Tay hắn lập tức móc ra một vật được bao bọc bên trong hai tầng vải, đây chính là một chiếc túi tinh xảo, mà nữ tử này khi trước giao cho hắn hai mươi mấy vạn kim tệ để hắn đi về. Thứ này trả lại cho ngươi." Nhiếp Phong móc chiếc túi ra, lập tức đưa cho Hoàng Tĩnh giao, hiện tại hắn không quay về nữa cho nên nhiều tiền như vậy hắn cũng phải trả lại. Hoàng Tĩnh giao nhìn túi tiền trước mặt cũng nhớ ra đây là đồ của mình. Nghe Nhiếp Phong nói sắc mặt nàng lập tức khó coi, lời nói này giống như bị người ta khinh thường từ nhỏ tới lớn còn chưa có ai cự tuyệt nàng như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào, chỉ sừng sốt mà thôi. Trả lại cho ngươi, ta không cần tới nó nữa. Nhiếp phong nói rồi nở nụ cười ngốc nghếch. Chỉ là những lời này rơi vào trong tai Hoàng Tĩnh Giao lại không giống như chỉ đơn giản là, trả lại cái túi, nàng cắn môi một cái, nhìn Nhiếp phong rồi nói, ngươi không cần thì ta cũng không cần. Nói xong, nàng tiếp lấy chiếc túi đựng tiền trong tay Nhiếp phong. Sau đó ném vào trong một cái ao cách đó không xa, Túi tiền ném vào trong ao, có kim tệ ở bên trong cho nên trong nháy mắt lập tức chìm xuống dưới. Người làm gì vậy? sắc mặt Nhiếp Phong đại biến, không suy nghĩ nhiều lập tức hô lên. Túi kia đối với hắn mà nói tuyệt đối là một bút tài phú cho nên vội vàng chạy tới rồi nhảy vào cái ao. Chuyện gì xảy ra? Hình như là Tĩnh Giao Sư Tỷ ném thứ gì đó của Nhiếp Phong. Tĩnh Giao Sư Tỷ vì sao lại làm như vậy? Động tĩnh bên này lập tức khiến cho không ít đệ tử chú ý, không ít tiếng nghị luận vang lên. Hừ nghe những tiếng nghị luận này hoàng tĩnh giao dậm chân cũng không biết tức giận hay là làm sao mà nhanh chóng rời đi tên ngu si trịnh thánh kiệt liếc mắt nhìn về phía cái ao khinh thường nói nhỏ một câu rồi lập tức đuổi theo hoàng tĩnh giao dường như bản lĩnh dưới nước của nhiếp phong cũng không tồi cho nên không bao lâu lập tức nhặt lên được chiếc túi tiền kia thế nhưng sau khi nhảy lên mặt nước thì hoàng tĩnh giao đã không thấy đâu xung quanh lại có không ít người dường như đang chỉ trỏ nghị luận cái gì đó vì sao nàng ta lại tức giận như vậy nhiếp phong nghi hoặc hắn căn bản còn không biết tại sao mình lại khiến cho Hoàng Tĩnh Giao nổi giận, càng nghĩ càng không rõ. Được rồi, không có việc gì rồi. Tất cả tản đi đi. Chúng đệ tử súng lại, mấy chấp sự cũng đi qua. Nhưng mà đám người Hoàng Tĩnh Giao thì mấy người chấp sự như bọn họ cũng không tiện quản. Đệ tử tôn sứ hộ môn, lại là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của phi linh môn, cũng không quản được. Dù sao cũng không phải là chuyện lớn, bọn họ chỉ cần mắt nhắm mắt mở là được rồi. Về phần nhiếp phong, những chấp sự này cũng không quản được có bốn chữ đệ tử trưởng môn trên đầu, có lẽ trong phi linh môn này người không nể tình cũng không nhiều lắm. Ít nhiều cũng phải nể mặt trưởng môn mà cho tiểu tử này một chút mặt mũi. Thời gian tiếp tục trôi qua, Lục Thiếu Du vẫn còn hôn mê bất tỉnh, ngoại trừ tim vẫn đập ra thì vẫn không có phản ứng gì khác. Trong đầu Lục Thiếu Du lúc này cũng không có ai có thể dò xét, trong đó kim quang trên kim đao màu vàng hiện tại đang bao phủ chung quanh tiểu hồn anh. Lúc này tiểu hồn anh cực kỳ suy yếu, đột phá tôn cấp năng lượng đang hội tụ lại đột nhiên tán loạn cho nên tiểu hồn anh đã bị ảnh hưởng mà linh hồn cũng bị dính dáng vào thiếu chút nữa linh hồn của lục thiếu du đã sụp đổ may mà có kim đao màu vàng một mực che chở cho nên mới có thể kiên trì cho tới hiện tại kim đao màu vàng này từ trước tới nay chỉ thủ hộ hồn anh ngăn cản công kích bên ngoài về phần năng lượng thì kim đao màu vàng này hoàn toàn không quan tâm nhưng mà khi hồn anh sắp tán loạn thì kim đao màu vàng này mới bảo vệ vào bên trong cho nên tiểu hồn anh mới không sụp đổ Chương 2083, nửa năm trôi qua hai, lúc này hồn anh không chỉ có trống rỗng, mà bên ngoài thậm chí còn có vết rách nhỏ nhỏ, thế nhưng dựa vào sự bảo vệ của kim đao màu vàng này, giống như là đang áp chế nó vỡ tan, bằng không sợ rằng tiểu hồn anh sẽ hoàn toàn nổ tung. Hồn anh lúc này hoàn toàn nằm trong trạng thái hôn mê thế cho nên tất cả cơ thể Lục Thiếu Du lúc này đều giống như ở trạng thái hôn mê, không có một chút phản ứng nào. Ý thức của Lục Thiếu Du bây giờ giống như đang phiêu lưu trong nơi hỗn độn. Mơ mơ hồ hồ, như là ngủ say lúc lại như thanh tỉnh, cố gắng nhớ tới cái gì đó thế nhưng lại trống rỗng, muốn bắt thứ gì đó thế nhưng lại không có sức. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới sự bảo vệ của kim đao màu vàng, tiểu hồn anh được che chở, cũng không bị nghiền nát, biểu hiện thoạt nhìn vô cùng bình thường. Thế nhưng nếu nhìn kỹ cũng có thể thấy được bên trong quang mang của kim đao màu vàng này có một tia năng lượng nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn, giống như một sợi tóc vàng nhỏ, tới mức không thể phát hiện ra từ trong kim đao màu vàng chậm rãi tuôn ra rồi quanh quẩn trên tiểu hồn anh. Dưới năng lượng màu vàng này, hồn anh vô hình trung ngưng thực hơn không ít, vết rách nho nhỏ trên hồn anh lúc này đang dùng tốc độ khó có thể nhìn thấy, mà khôi phục. Nhưng mà loại tốc độ này vô cùng chậm rãi, sợ rằng muốn khôi phục lại như lúc ban đầu tuyệt đối là một quá trình dài. Lần tàu hỏa nhập ma này của lục thiếu du tuyệt đối nghiêm trọng. Về phần tàu hỏa nhập ma chỉ là một cách nói không rõ ràng mà thôi. Người tu luyện tàu hỏa nhập ma cũng là chuyện bình thường. Tàu hỏa nhập ma cũng có không ít loại, Băng Mộc Tôn giả sát phá quân mạnh mẽ đột phá tôn cấp cũng bị tàu hỏa nhập ma, cuối cùng được Nam thúc chữa trị. Đối với phạm chủ tàu hỏa nhập ma này có thể nói là rất rộng. Lúc tu luyện giả tu luyện sẽ không ngừng cảm nhận được hiệu ứng của khí công. Nếu như có sư phụ dạy dỗ, một khi phát hiện ra có điều sai sót lập tức sẽ điều chỉnh thích hợp. Nếu như có sai sót mà không sửa, cứ liên tục duy trì con đường như vậy, tích tiểu thành đại, khiến cho khí huyết không thuận, chân khí, linh lực bế tắc, kinh mạch vạn vẹo cũng có thể gọi là tàu hỏa nhập ma. Loại tình huống này nếu như kéo dài sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn, đến lúc đó vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mà Lục Thiếu Du lúc đột phá bị ảnh hưởng, đột phá tôn cấp, dưới sự ảnh hưởng của năng lượng khổng lồ, linh hồn bị tổn thương, khí tức đảo ngược, sau đó dưới tình huống bị thương nặng lại dựa vào thôn phệ mà mạnh mẽ đột phá, khí tức bất ổn, lại tiêu hao cạn kiệt. Dựa theo cách nói của Thánh thủ Linh Tôn, nếu như là người bình thường sợ rằng đã chết không biết bao nhiêu lần, cũng may Lục Thiếu Du, có một loạt cơ duyên cho nên hiện tại mới được bình yên vô sự. Nhưng mà coi như lục thiếu du mạng lớn, lần này bị thương nặng tuyệt đối nghiêm trọng, thân thể thì không sao, có bất diệt huyền thể, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn với thân thể hắn. Thế nhưng linh hồn và vũ đan lúc này không tránh khỏi bị thương tổn. Ý thức lục thiếu du vẫn không ngừng đi tới đi lui, thời gian lần nữa giống như cát chảy. Thoáng chốc lại ba tháng trôi qua. Lúc này cách thời điểm linh vũ giới bao vây phi linh môn và địa viêm đảo trên Đông Hải, bị diệt đã là bảy tháng trong thời gian 7 tháng này tin tức lục thiếu du, hôn mê vẫn là cơ mật lớn nhất của phi linh môn, chỉ có một vài người biết. Tôn sứ hộ môn cũng có không, ít người không biết. Mà trong 7 tháng này, La Lan Thị, Lục Trung, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đều ở phi linh môn. Còn có Vũ Ngọc Tiền cũng ở lại, đồ đệ của hắn còn chưa có tin tức, hắn có trở về cũng không an tâm cho nên quyết không về. Thời gian 7 tháng này, bé trai mà La Lan Thị mang về cũng lớn lên, trong miệng thi thoảng bì bõm nói vài tiếng, trong lúc lo lắng về nhi tử có tiểu tử bập bõm nói vài tiếng bên người mới khiến cho tâm trạng của la lan thị tốt hơn không ít tiểu gia hỏa này hiện tại càng lớn càng thông minh con người đen lấy trong đôi mắt to nhìn qua giống như lúc nào cũng cười đặc biệt là khi được ai đó ôm thì lập tức cười lớn nhìn đôi mắt to tròn kia không có ai nhịn được mà không khỏi ôm nó một chút mà tiểu gia hỏa này cũng biết bắt nạt người khác lần trước thiên độc yêu long ôm nó không biết nó lấy đâu khí lực lớn như vậy thiếu chút nữa nhổ mất dâu rồng của thiên độc yêu long khiến thiên độc yêu long phải trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa này, cảnh cáo tiểu gia hỏa sau này không được làm như vậy. Kết quả tiểu gia hỏa này khóc giống lên, kinh động mọi người. Tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía thiên độc yêu long, bộ dáng ủy khuất vạn phần khiến cho người khác không khỏi thương tâm. Kết quả toàn bộ mọi người trong hậu viện, bao gồm là La Lan Thị, Quỷ Tiên Tử Bạch Quánh, Tân Hiểu Kỳ, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Lục Tâm Đồng, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Mỹ đều của trách thiên độc yêu long, ngay cả như hoa cũng không ngoại lệ hung hăng đạp thiên độc yêu long một cước. Nhìn thấy thiên độc yêu long bị mắng, tiểu tử kia trốn trong lòng la lan thị lao khô nước mắt, trong mắt hiện lên sự vui vẻ và đắc ý nhìn thiên độc yêu long. Khóe miệng khẽ nhách lên nở nụ cười tà dị, dường như đang nói với thiên độc yêu long, để xem ngươi còn dám bắt nạt ta hay không vậy. Các người mau nhìn xem, tiểu gia hỏa này đang cười kìa, ta bị oan uổng à, thiên độc yêu long lập tức lớn tiếng nói. Ngươi lại còn nói, lẽ nào tiểu hài tử này vu oan cho ngươi sao? như hoa lần nữa đạp thiên độc yêu long mấy đạp như hoa vốn rất thích thiên độc yêu long thế nhưng lần này không để cho hắn mặt mũi ai bảo tiểu gia hỏa này mỗi lần nàng ôm nó nó đều hôn nàng một cái khiến cho nàng có thể vui vẻ vài ngày mặt khác lại nói tiểu gia hỏa này còn có một chuyện khiến cho người ta không nói nên lời tiểu gia hỏa này thích nữ nhân xinh đẹp ôm thấy nữ nhân xinh đẹp sẽ chủ động bỏ qua nếu thấy khấu phi yến thì lập tức vội vã trốn sau lưng la lan thị không để cho khấu phi yến ôm cho dù là bị ôm thì cái mặt cũng nhăn nhó giống như là ủy khuất vậy, mà được những người đẹp ôm thì sẽ lập tức mỉm cười, cái miệng nhỏ nhắn liên tục hôn lên má mỹ nữ. Nếu như là mỹ nữ chưa từng gặp bao giờ thì còn cọ sát trong lòng người ta. Đương nhiên, tiểu gia hỏa này tuy rằng háo sắc như vậy thế nhưng lại thân La Lan thị nhất, buổi tối cũng để La Lan thị mang theo, ai cũng không muốn theo. Một khi bị khó chịu thì người thứ nhất nó tìm là La Lan thị, La Lan thị cũng cực kỳ yêu thương tiểu gia hỏa này năm đó không có điều kiện chăm sóc lục thiếu du cho tốt, cho nên hiện tại vô cùng yêu thích tiểu gia hỏa này. Bởi vì lục thiếu du hôn mê, tâm tình của mọi người cực kỳ ngưng trọng. Thế nhưng có tiểu gia hỏa này mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít, bình thường bồng tiểu gia hỏa này cũng là một thú vui. Tiểu gia hỏa này cũng biết chọc người khác cười. chương 2084, bắt đầu khôi phục. Mặt khác, có lẽ bởi vì Nam thúc động tay chân vào, cho nên mới chỉ có 7 tháng tiểu gia hỏa này đã biết đi, mà tiểu hài tử bình thường chỉ biết ngồi một chỗ, còn tiểu gia hỏa này thì bước đi như bay. Thời gian mấy tháng này, tiểu gia hỏa mỗi này đều để la lan thị tắm, bên trong nước đều là đan dược mà nam thúc tự tay luyện chế ra. Mới 7 tháng thế nhưng sức của tiểu gia hỏa này không nhỏ, đây cũng có thể là nguyên nhân nhổ được dâu rồng của thiên độc yêu long. Kỳ thực nói đi cũng phải nói lại, tiểu gia hỏa này nhổ dâu rồng của thiên độc yêu long cũng là có nguyên nhân. Mỗi một lần thiên độc yêu long, ôm nó đều len lén thơm vào khuôn mặt nhỏ của nó vài cái. Dâu cắm vào làn da của tiểu tử này khiến cho nó vô cùng khó chịu. Tiểu tử này cũng đã có dự mưu từ trước cho nên mới hạ thủ. Chỉ vì mới bập bõm còn chưa nói sõi cho nên mọi người cũng không biết được sự ủy khuất trong lòng tiểu tử kia. Về phần tên của tiểu tử này hiện tại mọi người còn chưa nghĩ ra, mỗi người đều có ý riêng không thể thống nhất, cho nên hiện tại tiểu gia hỏa này có một cái tên gọi là cục cưng. Chỉ cần tiểu gia hỏa này nghe thấy hai từ này thì lập tức biết là gọi nó sẽ bi bô chạy tới. Trong phòng, lục thiếu du còn đang hôn mê, không có một chút động tĩnh nào. Lâu như vậy thiếu du sao còn chưa tỉnh lại. Nhìn lục thiếu du trên giường, la lan thị càng lúc càng lo lắng. Mẫu thân, không cần lo lắng, thiếu du nhất định sẽ không có việc gì. Lữ tiểu linh an ủi la lan thị, trong lòng của nàng kỳ thực cũng lo lắng. Tiểu tử kia không biết từ khi nào đã lặng yên không một tiếng động đi tới giường. Nhìn thấy lục thiếu du nằm trên giường lập tức đi tới gần, Tỉ mỉ nhìn lục thiếu du, đôi mắt nhỏ nhìn tới nhập thần giống như có một mối liên hệ vô hình nào đó khiến cho tiểu gia hỏa này cảm thấy vô cùng thân thiết. Sau đó Bibo kêu to, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ lên mặt lục thiếu du, giống như biết lục thiếu du đang hôn mê vậy. Tiểu gia hỏa này, La Lan thị lập tức ôm lấy tiểu tử này, mọi người cũng có chút kỳ quái. Tiểu gia hỏa này mỗi lần nhìn thấy lục thiếu du đều có một chút phản ứng, mỗi lần đều len lén lên giường, ôm lục thiếu du lưu luyến không rời. A, à, a. À. Ý thức của Lục Thiếu Du lúc này dường như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, không biết từ lúc nào hắn nghe thấy một thanh âm dường như đang hô hoán hắn vậy. Lục Thiếu Du có cảm giác bản thân giống như tỉnh lại ở trong thế giới trống rỗng, hỗn độn này. Thế giới này toàn bộ đều trống rỗng, hắn cố gắng tìm kiếm nơi thoát ra. "Đi thôi, chúng ta về trước đi." Lục Trung nói, nhìn Nhi Tử nằm trên giường, vẻ mặt hắn tràn ngập hổ thẹn. Thân là phụ thân thế nhưng cái gì cũng không làm được, mỗi một lần chỉ có thể lặng lặng đứng đó nhìn. Đối với đứa con này, hắn chỉ có hổ thẹn, thậm chí từ nhỏ tới lớn hắn cũng không thể chăm sóc được cho nó. Mọi người bất đắc dĩ rời đi, tiểu gia hỏa kia cũng lưu luyến không rời, quay đầu lại nhìn vài lần. Cạch, cửa phòng đóng lại, cũng không ai nhìn thấy, lúc này mí mắt của Lục Thiếu Du bỗng nhiên giật một chút, sau đó lại không có một chút động tĩnh nào. Vũ đan khô nứt của Lục Thiếu Du đã sớm ngừng xoay tròn. Trong đan điền, từ trong hai kiện thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh, huyễn ảnh thanh vũ không ngừng có năng lượng rót vào trong vũ đan. Ôn dưỡng Vũ Đan, không để cho nó triệt để khô nứt, có vẻ vô cùng huyền ảo. Sư, bỗng nhiên Vũ Đan của Lục thiếu du run rẩy, Vũ Đan khô nứt bắt đầu nhảy lên, cuối cùng không ngờ lại từ từ vận chuyển. Cùng lúc đó, trong kinh mạch khô cạn của Lục thiếu du, chân khí trong người trong nháy mắt giống như được kích hoạt mang theo một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu di chuyển, chân khí từ trong kinh mạch vận chuyển tiến vào trong đan điền khổng lồ. Từng đám chân khí liên tiếp tiến vào Vũ Đan. Chân khí quanh quẩn, Vũ Đan khô nứt kia lúc này giống như mặt đất khô cạn bỗng nhiên được nước mưa tưới tắm vậy bắt đầu được tưới nhuần ngay cả màu sắc cũng không giống khi trước vũ đan xoay tròn trong thân thể lục thiếu du các bộ phận đã ngừng hoạt động từ lâu giống như được kích hoạt ngày càng có nhiều chân khí rót vào trong đan điền vô hình chung âm dương linh vũ quyết cũng tự động vận chuyển chân khí lục thiếu du thôn phệ của vũ tôn tứ trọng và vũ tôn bát trọng của linh vũ giới tự động bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa thế nhưng hiện tại tất cả đều vô cùng chậm rãi trong đầu lục thiếu du lúc này cũng không có ai nhìn thấy trong kim quang màu vàng của kim đao hồn anh rốt cuộc cũng hoàn toàn ngưng thực trên hồn anh còn có kim quang nhè nhạt trực tiếp nối với kim đao màu vàng kia tất cả chuyện này bây giờ cũng không có ai nhìn thấy hắc vũ và sát phá quân còn đang bế quan thánh thủ linh tôn cũng đã sớm tiến vào linh ngọc sàng tiềm tu nam thúc gần đây đang tu luyện đồng thời nam thúc cũng vô cùng hứng thú đối với tiểu tử kia ồ ba ngày sau nam thúc tiến vào phong lục thiếu du lẳng lặng nằm trên giường không biết là chuyện gì xảy ra mà cu a thân hán trong lúc vô hình có ngũ sắc quang mang hiện ra năm loại thuộc tính nhàn nhạt quanh quẩn nhìn thấy cảnh này nam thúc kinh ngạc ồ lên một tiếng lập tức bắt đầu kiểm tra lúc này nam thúc mới kinh ngạc phát hiện ra lục thiếu du đã bắt đầu khôi phục ngay cả vũ đàn ngũ sắc trong đan điền cũng đã chậm rãi khôi phục trên vũ đàn ngũ sắc lúc này cũng có năng lượng năm loại thuộc tính đang hỗ trợ việc khôi phục vũ đan điều này làm cho nam thúc cực kỳ nghi hoặc năng lượng thuộc tính làm sao lại tiến vào vũ đan theo đạo lý mà nói vũ đan là do chân khí ngưng tụ không có bao nhiêu quan hệ với năng lượng thuộc tính nhưng vì chỗ kỳ quái trên người lục thiếu du cũng đã có khá nhiều nam thúc cũng không tìm hiểu kỹ càng vì lục thiếu du đã bắt đầu khôi phục tránh việc người khác quấy dày cho nên nam thúc ra lệnh không cho ai tiến vào căn phòng này cho dù là đình viện cũng không được cả ngọn núi đều được coi là cấm địa đám người la lan thị tiểu long cũng không được bước vào bên trong từ trong miệng Nam Thúc biết được Lục Thiếu Du khôi phục, chính xác hơn là dấu hiệu khôi phục, mọi người cũng vui vẻ hơn một chút. Thế nhưng chỉ cần một ngày còn chưa nhìn thấy người khỏe mạnh đứng trước mặt, thì sợ rằng mọi người cũng không thực sự yên tâm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ trong chớp mắt lại trôi qua 3 tháng. Theo thời gian trôi qua, mặc kệ là việc của phi linh môn hay địa viêm, đảo trên Đông Hải đều bắt đầu lắng xuống, thế nhưng sự cảnh giác của các sơn môn lớn vẫn không vì thế mà giảm đi. Đương nhiên từ ngày đó địa bàn của địa viêm đảo cũng trở thành nơi tranh giành của các thế lực lớn trong Đông Hải. Mấy tháng trước, các sơn môn lớn bắt đầu chia cắt, Thánh Linh giáo hiện tại cũng không ngoại lệ, đều được chia một chén canh. Chương 2085, trùng kiến lục ra một, mà ở sơn mạch Vũ Đô và thành Ma Vân, theo bốn sơn môn Nhật Sát cát, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Kiên Hiên Đảo lần nữa phái người thương nghị với Phi Linh môn, đường hầm không gian cũng bắt đầu được mở ra. Đường hầm không gian nối liền sơn mạch Vũ Đô và thành Ma Vân, vừa mới xuất hiện tạo thành không ít quanh động những đại môn đại phái như Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đều kinh ngạc không thôi. Đường hầm không gian xuất hiện khiến cho các thế lực lớn mở rộng tầm mắt. Tới lúc này đám người ra các Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, rốt cuộc cũng biết vì sao đám người Đông Hải lại vô thanh vô tức tới cổ vực, hóa ra bên trong sơn mạch vụ đô có đường hầm không gian. Đường hầm không gian đi tới Đông Hải, đây quả thực chính là tin tức tốt với tất cả các thương hội. Thương hội giao thương giữa cổ vực và Đông Hải, đường xá xa, xa xôi lại thêm hải tặc ngang dọc, đường đi tổn thất không ít. Tuy rằng giá trị của đường hầm không gian này xa xỉ, thế nhưng so với việc từ cổ vực đi tới thành Ma Vân mà nói, chi phí sẽ thấp hơn nhiều. Bởi vậy cho nên tất cả thương hội giao thương giữa hai nơi đều chọn đường hầm không gian, cũng còn có không ít người bắt đầu đi tới cổ vực và thành Ma Vân. Sinh ý của đường hầm không gian này nhất thời đông nghịch. Đường hầm không gian bên này do phi linh môn khống chế, tài nguyên vào túi cuồn cuộn không ngớt. Đương nhiên, hiện tại mở ra đường hầm không gian, tuyệt đối không có kẻ nào dám chú ý tới phi linh môn hai lần phi linh môn khiến cho người ta khiếp sợ cũng đã đủ một đường đạp ba sơn môn lan lăng sơn trang cùng linh vũ giới mà quật khởi có kết cục ngay trước mắt của ba sơn môn lan lăng sơn trang và linh vũ giới hơn nữa lại thêm tác phong trước sau như một của phi linh môn hiện tại sợ rằng không có một sơn môn nào dám trêu vào phi linh môn đường hầm không gian mở ra không bao lâu sau người của bốn sơn môn thiên vân đảo Nhật Sát Các đã bắt đầu tìm Phi Linh Môn Thương Thảo việc sắp xếp đệ tử tiến vào không gian tu luyện bên trong đường hầm không gian. Việc này tuy rằng đã sớm bắt tay vào làm, nhưng bởi vì liên quan tới thế hệ trẻ tuổi trong Phi Linh Môn, tỉ thí cực kỳ bất lợi cho bản môn cho nên, thôi hồn độc vương đông vô mệnh và quỷ tiên tử bạch quánh, tìm không ít cớ đem thời gian tiến vào không gian tu luyện kia lùi lại một năm. Cũng là dành một chút thời gian cho đệ tử trẻ tuổi trong Phi Linh Môn, đến lúc đó Phi Linh Môn cũng không chịu thiệt quá nhiều. Đặc biệt trong Phi Linh, Môn hiện tại cũng có ba đệ tử trẻ tuổi có thiên phú cực cao là Hoàng Tĩnh Giao, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo. Trải qua sự bàn bạc của ba người thôi hồn độc vương đông vô mệnh, quỷ tiên tử bạch quánh, khấu phi yến, ba người lập tức được dùng trọng bảo diễn linh, thánh quả mà ngay cả cường giả tôn cấp cũng phải mơ ước, đủ thấy phi linh môn coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi ra sao. Mỗi đại môn đại phái luôn luôn cần phải có một dòng máu mới gia nhập mới được. Dòng máu này càng mạnh thì mới có thể khiến cho sơn môn cường hãn chớp mắt thời gian lại trôi qua, trên địa bàn Phi Linh Môn cũng không xuất hiện đại sự gì. Cửa hàng của Phi Linh Môn đã có mặt trên tất cả các đại thành, vũ đường cũng bắt đầu chiếm đóng. Mỗi một phân đà đều có đà chủ và thành chủ. Đà chủ và thành chủ cũng chỉ là một cách xưng hô. Nếu tính địa vị của Phi Linh Môn hiện tại mà nói, đà chủ bên ngoài cũng chính là chấp sự của Phi Linh Môn. Lớn hơn một chút chính là thành chủ, tương đương với hộ pháp ngoại môn. Trung quy mà nói, Phi Linh Môn hiện tại đã triệt để đặt chân, vào hàng ngũ một trong năm thế lực lớn trong cổ vực, vô luận là thế lực, địa bàn đều không kém các sơn môn khác. Về phần danh tiếng, những sơn môn khác đều có nội tình 10 phần, thế nhưng Phi Linh môn hiện tại giống như mặt trời ban trưa, danh tiếng không thua những sơn môn khác một chút nào. Mà trên Đông Hải, Địa Viêm đảo bị diệt, Thánh Linh giáo xuất thế, lúc này cũng đã không còn tứ các tứ đảo mà là nhất giáo Tam đảo tứ các. Mà nhất giáo này cũng chính là Thánh Linh giáo. Tứ Đại Thiên Tôn xuất đầu lại thêm linh hồn thể của Thánh thủ Linh Tôn, đủ để cho thánh linh giáo chen chân vào trong tám thế lực lớn này về phần linh vũ chiến vương lục thiếu du thân là trưởng môn phi linh môn và giáo chủ thánh linh giáo lại thêm thực lực cường hãn của bản thân tuyệt đối đã bước chân vào đội hình siêu cấp cường giả trong mắt một ít người lục thiếu du đủ để đặt chân vào siêu cấp cường giả đồng thời còn là một nhân vật tuyệt đối biến thái và kinh khủng không ít lão quái sau khi biết được tin tức về lục thiếu du lập tức âm thầm hạ quyết tâm sau này không thể trêu vào lục thiếu du này mà trong mắt đại bộ phận mọi người lục thiếu du tuyệt đối là thần tượng là mục tiêu phấn đấu của vô số người trẻ tuổi thế nhưng muốn được như lục thiếu du hiện nay dường như còn chưa xuất hiện người nào như vậy tin tức lục thiếu du hôn mê cũng không chuyển ra cho nên bên ngoài có người suy đoán lục thiếu du sợ rằng đang tu luyện có thể khi hắn xuất hiện lần nữa sẽ lại khiến cho mọi người chấn động mà mấy ngày nay trong nội bộ hạch tâm của phi linh môn cũng vui mừng không thôi thiên linh đan tôn đột phá đế giả chỉ cần vung tay một cái, trong khoảng thời gian này trong phi linh, môn lần nữa có ba vị tôn giả lánh đời đến bái kiến linh vũ đại đế. Trong ba người có một người chính là phích lịch tôn giả, thân hình nhỏ bé, tu vi vũ tôn tứ trọng, là một người nửa chính nửa tà, đồng thời còn là một tán tu nổi danh. Song tuyệt tôn giả cùng với chấn linh tôn giả sau khi nhìn thấy phích lịch tôn, giả còn hàn huyên vài câu. Người thứ hai chính là phong linh tôn giả, tu vi linh tôn ngũ trọng, tuổi tác có lẽ cũng vô cùng kinh khủng thế nhưng bộ dáng chỉ là một người trung niên, phong độ vô cùng, khí thế bất phàm. Người thứ ba gọi là hỏa sĩ tôn giả, tu vi càng cao đạt tới vũ tôn lục trọng, dáng dấp có chút cổ quái, khuôn mặt đỏ bừng, trên mép còn có bộ ria mép màu hồng. Nam thúc ông tiểu tử kia đi tới đại điện gặp hỏa sĩ tôn giả, tiểu gia hỏa kia vừa mới nhìn thấy thiếu chút nữa muốn đi tới vặt ria mép của người này. Ba tôn giả này cũng có thực lực không kém, khi nhìn thấy nam thúc cũng phải cung kính hành lễ. Khi trước ba người đều đã từng nhận qua ân huệ của Nam Thúc, lúc này nghe nói Thiên Linh Đan Tôn hiện thân ở Phi Linh Môn. Lúc nghe được tin tức này ba người lập tức chạy tới đây. Nam Thúc còn chưa kịp nói gì thì ba người trực tiếp đề nghị gia nhập Phi Linh Môn. Lần nữa có ba tôn giả gia nhập khiến cho đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông vô mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Quánh vui vẻ không thôi. Thực lực của Phi Linh Môn lại được tăng cường thêm một chút. Trong đình viện ở sau hậu sơn, Lục Thiếu Du vẫn đang khôi phục, khí tức chậm rãi tăng cường chương 2086, trùng kiến lục gia hai. Trước giường, Nam Thúc một lần nữa thay Lục Thiếu Du kiểm tra. Từng đạo thủ ấn được kết, sau đó Nam Thúc thu tay lại, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Nam lão đệ, Thiếu Du thế nào rồi? Thánh thủ Linh Tôn hỏi. Dường như đang trong khôi phục, thế nhưng có chút kỳ quái. Nam Thúc nhíu mày nói. Có chỗ nào kỳ quái? Thánh thủ Linh Tôn hỏi. Tiểu tử này dẫn động năm loại thuộc tính tới, không ngờ lại bắt đầu có dấu hiệu dung hợp đây quả thực là điều khó có thể tưởng tượng nổi. Nam Thúc nheo mắt nói. Năm loại thuộc tính tuyệt đối không thể dung hợp. Dùng kiến thức rộng rãi của hắn, từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua có người nào nói thuộc tính có thể dung hợp. Mặc dù còn chưa chân chính dung hợp, chỉ là dấu hiệu mà thôi cũng đã khiến cho hắn vô cùng nghi hoặc rồi. Nó chỉ có một khỏa vũ đan, điều này cũng khiến cho chúng ta vô cùng nghi hoặc rồi. Chuyện lạ trên người nó cũng đã khá nhiều, lần này ta cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Ta có chút lo lắng, không biết bao giờ nó mới có thể tỉnh." Thánh thủ Linh Tôn nói, "Không thể kiểm tra linh hồn ta cũng không thể nào biết được, nhưng mà âm dương linh vũ quyết trong cơ thể nó đang vận chuyển, có lẽ cho dù linh hồn có tổn thương có lẽ cũng đang trong quá trình khôi phục." Nam Thúc nói, "Không sao là tốt rồi, tiểu tử này cũng coi như là mạng lớn." Thánh thủ Linh Tôn nói, "Nếu như không dựa vào một ít thủ đoạn cùng cơ duyên sợ rằng lúc này sẽ vô cùng phiền phức, đồng thời đây cũng là tạo hóa của nó." nam thúc nói xong lại nhìn về phía thánh thủ linh tôn nói khung thiên huynh huynh thế nào rồi hiện tại tuy rằng ta còn chưa có đột phá đến đế cấp thế nhưng thực lực cũng có thể miễn cưỡng so sánh được huynh nếu muốn khôi phục ta cũng có thể giúp được một chút ta có một biện pháp đồng thời tra thêm không ít tư liệu cho nên ta cảm thấy biện pháp này hẳn là có hiệu quả không chỉ cần đế giả tương trợ mà còn cần thu thập một vài thứ nhưng mà hiện tại cũng không phải là lúc chờ sau khi thiếu du tỉnh lại rồi nói tiếp vậy thánh thủ linh tôn nói trong một đình viện, La Lan Thị, Lục Trung, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh còn có tiểu gia hỏa kia đều ở trong đình viện. Lan muội, ngày mai ta phải đi ra ngoài một chút trong đình viện, La Lan Thị và Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đang chơi đùa cùng tiểu tử kia, Lục Trung đột nhiên lên tiếng nói. Huynh muốn đi đâu? Nghe vậy La Lan Thị tức thì hỏi. Cha, người lo lắng cho thiếu hổ sao? Con đã phái người chiếu cố đệ ấy cho tốt rồi. Cha cứ yên tâm đi. Vân Hồng Lăng nói lục trung lắc đầu lập tức nói với la lan thị ta muốn trở lại trấn thánh vân một chuyến huynh muốn trùng kiến lục ra sao la lan thị nói dường như biết trong lòng lục trung đang suy nghĩ cái gì lục gia hiện tại có hứa hẹn của bắc cung gia tộc hơn nữa lại thêm thiếu du triệu gia cũng đã bị diệt muốn kiến tạo lại cũng không còn vấn đề gì nữa lục trung nói một mình huynh đi sao la lan thị hỏi mấy năm nay lục gia phân tán tuy rằng ở trong vân dương tông nàng cũng hiểu trong lòng lục trung vẫn không yên dù sao trượng phu của nàng cũng là tộc trưởng Lục gia, Lục gia phân tán làm sao trượng phu của nàng có thể yên tâm cho được. Trượng phu nàng vẫn luôn chờ đợi Lục gia được kiến tạo lại, Lục gia mới là gốc rễ của mọi người. Ta đã nhờ ám đường của Phi Linh môn phát ra tin tức, bảo đám người đại ca cùng tứ đệ trở về. Thiếu Du hiện tại đang như vậy, chuyện Lục gia cũng không thể để cho nó gánh vác. Được, Lục Trung nói. Vậy huynh đi đi, nhớ kỹ mọi chuyện phải cẩn thận một chút. La Lan thị không ngăn cản, tâm ý của trượng phu nàng hiểu lúc lục ra đứng trước bão tố chàng cũng không thể nghịch chuyển nhi tử ở bên ngoài phấn đấu chàng cũng không thể giúp gì nhi tử gặp nạn cũng chỉ có thể bất lực trên vân dương tông nàng biết mỗi ngày trượng phu mình đều len lén trốn ra một chỗ ngồi cảm thán lặng lẽ chịu đựng không ít áp lực sau đó lại coi như không có việc gì tới bên cạnh an ủi nàng lại nói với nhi tử tất cả đều tốt mấy năm nay trung ca năm đó nàng biết đã không còn sự hăm hở của năm đó nữa con người ta tới tuổi trung niên đã bắt đầu xuất hiện vẻ tăng thương tóc mai bắt đầu trắng, áp lực trong lòng trượng phu nàng biết nhưng chỉ có thể vờ như không biết, chính là bởi vì không muốn tạo thêm áp lực cho trượng phu của nàng. Ta biết, ta sẽ kiến tạo lại lục gia thật tốt. Lục Trung nói. Trận tiếp theo, nhiếp phong đấu Hoàng Chi Châu. Trên sân rộng phía sau phi linh môn, một chấp sự lớn tiếng nói. Hôm nay vừa vặn là thời gian khảo thí, mà đây cũng là lần thứ ba nhiếp phong tham gia khảo thí. Sư, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng lên đài, đây là một thiếu niên mặc hoàng y, dáng dấp chừng 17-18 tuổi, cũng được coi có chút tuấn lãng khiến, cho không ít nữ đệ tử trầm trồ khen ngợi Hoàng Chi Châu này đã là, vũ sĩ bát trọng rồi, lại là cường giả bài danh 13 trên ngân bảng, Niếp Phong này thua chắc. Lần trước Niếp Phong cũng thua, lần này không biết thế nào. Nghe nói Niếp Phong này còn không tu luyện ra chân khí, chỉ là một người bình thường mà thôi. Trưởng môn cũng chưa từng đi tới gặp hắn. Ta cũng đã nhìn ra, Niếp Phong này dường như chỉ cậy vào bản thân mình có chút sức lực mà thôi dù sao cũng chỉ là người thường có lẽ trưởng môn thấy hắn nhanh nhẹn cho nên mới tùy tiện thu hắn làm đệ tử có lẽ vậy nghe nói thiên phú của trưởng môn chúng ta vô cùng hiếm gặp là linh vũ song tu cùng với vũ giả ngũ hệ sao có thể thu một phế vật như hắn làm đệ tử cơ chứ nói nhỏ thôi dù sao hắn cũng là đệ tử của trưởng môn chúng ta không nên đắc tội thì tốt hơn miễn cho đến lúc đó chịu không nổi đúng vậy làm đệ tử trưởng môn thật là tốt a à? nếu như ta cũng là đệ tử của trưởng môn thì tốt rồi nhìn hai đạo thân ảnh đứng trên đài trong đám người lập tức vang lên không ít tiếng nghị luận chuyện niếp phong mãi không thể trở thành vũ giả tất cả các đệ tử đều đã biết hơn nữa lần trước bị thua cho nên tạo thành không ít lời bàn tán thân là đệ tử trưởng môn đối với những người khác mà nói mặc kệ như thế nào tất cả đều cảm thấy vô cùng hứng thú với niếp phong này niếp phong tuy rằng ngươi có chút sức lực thế nhưng cũng không phải là đối thủ của ta ngươi ra tay trước đi trên sân rộng hoàng chi châu nhìn niếp phong rồi nói Thân là vũ sĩ bát trọng, trong nhóm người trẻ tuổi ở đây thực lực của hắn đã rất khá, cho nên trong lòng cũng có một chút ngạo khí. Vậy thì ta cũng không khách khí nữa." Nhiếp Phong trầm giọng nói, dường như tiếng nghị luận chung quanh cũng không tạo thành bất kỳ sự ảnh hưởng nào với hắn. Thân ảnh chợt lóe lên, thân hình giống như linh xà bắn về phía trước mang theo một quyền trực tiếp đánh về phía Hoàng Chi Châu kia. Chương 2087, người trong thạch thất. Nhìn Nhiếp Phong đánh tới, Hoàng Chi Châu nở nụ cười dường như không đặt vào trong mắt, thân hình không lùi mà tiến tới. Trên thân thể bắt đầu xuất hiện chân khí màu vàng như ẩn như hiện. Hai tay biến hóa rồi nắm chặt. Các đốt ngón tay tạo thành tiếng cạch cạch, hai tay mang theo kình khí cường hãn cùng, với tiếng xe do sắc bén một trái một phải hung hăng đập về phía Nhiếp Phong. Trước mặt cỗ khí thế này Nhiếp Phong cũng biết thực lực của mình chưa đủ, không dám ngạnh kháng, dường như cũng biết đối phương sẽ lựa chọn loại công kích như vậy, cho nên ban đầu hắn chỉ giả bộ công kích dụ đối phương mà thôi mà trong nháy mắt này thân hình hắn quay ngược trở lại lập tức lách ra động tác này tuy rằng có chút không đẹp mắt thế nhưng tuyệt đối là động tác hữu hiệu nhất nguy hiểm tách ra khỏi song quyền thân hình niếp phong giống như cá chép vượt vũ môn bỗng nhiên nhảy lên lăng không đá một cước về phía hoàng chi châu đang ở trước mặt chỉ có một chút sức lực mà thôi trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả chỉ là vô dụng hoàng chi châu khẽ quát lên một tiếng hắn cũng đã sớm cảm giác được động tĩnh phía sau mình cho nên sau khi song quyền thất bại, thân hình đã nhanh chóng run lên, nhất thời tránh được một cước của Nhiếp Phong. Dù sao cũng là vũ sĩ bát trọng, phản ứng cũng không tồi, hai chân điểm nhẹ mặt đất, quang mang trên chân chợt lóe, chân khí bùng ra, thân thể mượn lực mà nhảy dựng lên. Song quyền lần nữa đan xen ầm ầm đánh về phía Nhiếp Phong, tốc độ thật nhanh. Vẻ mặt Nhiếp Phong trầm xuống, tốc độ đối phương vượt quá dự liệu của hắn, giống như là hắn đang đối đầu với một đầu dã thú không thể ứng phó vậy, hiện tại hắn đã không thể lùi nữa. Khẽ cắn răng, Nhiếp Phong không còn lựa chọn nào khác, trong mắt bắt đầu có chút đỏ tươi, trên nắm tay cũng xuất hiện chút quang mang nhàn nhạt, nhạt, khí thế quanh thân lúc này đã không giống khi trước. Nhìn xong quyền mang theo kình khí hung hãn của Hoàng Chi Châu, hắn lập tức đánh tới. Phanh phanh, hai tiếng trầm muộn vang lên, kình khí bắn tứ tung, song quyền của Hoàng Chi Châu một bị Nhiếp Phong ngăn cản, một quyền khác trực tiếp đánh vào trên ngực Nhiếp Phong. Phanh, Nhiếp Phong không có chút dư lực nào một kích của vũ sĩ bát trọng tương đương với một kích của yêu thú nhị giai hậu kỳ, hắn làm sao có thể chống lại? Thân hình nặng nề đập vào phía xa, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không có chân khí, không có vũ kỹ, không có thủ đoạn phòng ngự, đối mặt với vũ giả chính thức, lại là vũ sĩ bát trọng, hắn làm sao có thể chống đỡ được? Nhưng không ngờ dưới một quyền này Nhiếp Phong cũng nhanh chóng đứng lên, thân hình lại giống như không có chút trở ngại nào, nhưng mà quả thực đã bị thương. Mà đồng thời bị một quyền của Nhiếp Phong đánh tới, Hoàng Chi Châu cũng cảm giác được, trên nắm tay mình có một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút sống cảm giác đau đớn từ trên tay truyền ra thân hình hắn không tự chủ được mà lào đảo lui lại chân khí trong cơ thể cuồn cuộn thân hình lào đảo lui lại mấy bước bàn chân hoàng chi châu đạp mạnh mẽ mặt đất thì lúc này mới có thể đứng vững thân thể mạnh mẽ ngăn chặn chân khí cuồn cuộn trong cơ thể bàn tay đau đớn đặt ra sau lưng không ai thấy trên nắm tay của hoàng chi châu lúc này đã sưng phù lên nhiếp phong thua hoàng chi châu thắng Chấp sự tuyên bố, mọi người lần nữa có chút tiếc hận với Nhiếp Phong. Ai nấy đều thấy được hắn không phải là vũ giả căn bản không phải, là đối thủ của người khác. Lại thất bại, chỉ có chút sức lực mà thôi, khó thành châu ngọc. Nhiếp Phong cũng rất nhanh nhẹ, bình thường lại không ý thế hiếp người, thái độ làm người quả thực không tồi. Điều này cũng đúng, so với Trịnh Thánh Kiệt kiêu ngạo kia thì Nhiếp Phong hòa ái hơn nhiều. Mọi người thấp giọng nghị luận, Nhiếp Phong nghe vậy cũng không để ý một chút nào, Ôm quyền thi lễ nói với Hoàng Chi Châu, ta thua chúc mừng ngươi thắng. Không phải khách khí, lực lượng của ngươi cũng rất mạnh, chỉ là do ngươi không tu luyện ra chân khí cho nên mới chịu thiệt. Hoàng Chi Châu thắng lợi nhìn thấy Niếp Phong trước sau như một vẫn hòa ái như vậy, không khỏi ôm quyền hành lễ. Dưới một quyền vừa rồi kia cũng để cho hắn biết rõ, Niếp Phong thân là người thường, thế nhưng một quyền kia đã rất kinh khủng, hắn cũng ăn phải quả đắng, mà đối phương chịu một quyền của hắn dường như lại không bị làm sao cả, việc này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Niếp Phong, ngươi lại bị thua sao? Trong một rừng cây, hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ đang xoay quanh sườn núi, chính là Bảo Nhi và Bối Nhi. Đúng vậy, lại bị thua rồi. Nhiếp Phong khẽ cười khổ, theo thời gian ở Phi Linh môn, hắn đã sớm quen thuộc với yêu thú và linh thú, lại còn có quan hệ không tệ với hai tiểu gia hỏa Bảo Nhi và Bối Nhi này. Thật vô dụng, lại thua. Phí công ngày hôm qua ta còn cùng ngươi tu luyện. Bối Nhi khinh bỉ nhìn Nhiếp Phong. Được rồi Bối Nhi, mọi không cần chỉ trích Nhiếp Phong, hắn đã tận lực rồi. Bảo Nhi có vẻ hiểu chuyện nói, thắng thua rất bình thường, ta không cảm thấy có vấn đề gì, thế nhưng ta lại khiến cho sư phụ mất mặt. Nhiếp Phong than nhẹ một tiếng, đặt mông ngồi xuống sườn núi. Hắn không thể tu luyện ra chân khí, dù có cố gắng như thế nào cũng không tu luyện ra được. Ngay từ đầu so với các huynh đệ tu luyện, thì hắn còn có thể so sánh được một chút, thế nhưng hiện tại Nhiếp Phong biết càng ngày mình càng kém xa. Ngươi bỏ cuộc? Bảo Nhi ngẩng đầu không ngừng phun ra nuốt vào hỏi Nhiếp Phong. Đương nhiên là không ta biết ta không bằng người khác cho nên ta phải càng nỗ lực hơn người khác. Tuy rằng nói hiện tại ta không thể tu luyện, thế nhưng ta phát hiện ra thân thể của ta hiện tại ngày càng mạnh mẽ, không yếu hơn so với bọn hắn chút nào. Lực lượng của một quyền ngày càng lớn, hơn nữa, nói không chừng ngày mai ta có thể tu luyện chân khí. Nhấp phong đứng thẳng lên, trong mắt hiện lên sự kiên nghị. Đây mới là người mà ta biết, người tiếp tục nỗ lực lên. Bảo Nhi nói, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Quần sơn liên miên, nơi này cũng không biết là phương nào, thế nhưng lại rộng lớn vượt quá sự tưởng tượng của người ta sâu trong một đám kiến trúc liên miên trong quần sơn kiến trúc mang theo phong cách cổ xưa cùng tăng thương giống như đã tồn tại mấy vạn năm ngoài đình viện một thân ảnh trung niên mặc áo bào đen xuất hiện toàn thân người này lộ ra một cỗ khí thế bá đạo thân hình hùng vĩ khí độ bất phàm mà người này nếu như đám người lục thiếu du nhìn thấy đương nhiên sẽ nhận ra người này chính là cường giả mặc áo bào đen khi trước xuất hiện trên không trung phi linh môn đại chiến với nhị công chúa Long Yên của Long tộc mà không phân bại thắng thua, đây là người của Huyền Vũ hoàng tộc. Đại hán này xuất hiện tại đình viện, sau khi nhìn chung quanh sau đó lắc mình tiến vào trong một mật đạo. Đi qua một thạch đạo, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, "Tam đệ, đệ tới rồi sao?" "Đúng vậy, đệ tới." "Thăm huynh." Chương 2088, hai đội hình lớn một. Đại hán xuất hiện trong một thạch thất, chung quanh thạch thất này có một vòng quang cháo bằng năng lượng bao phủ, bên trong chỉ có thanh âm vang lên, không thể nhìn rõ bên trong trong tộc hiện tại thế nào rồi thanh âm trong thạch thất hỏi trên người tiểu tử kia có yêu hoàng khí thiên cấp còn có huyền vũ thần xác cửu giai việc này sau khi bị người trong tộc biết được hiện tại trong tộc chia làm hai phái một có ý tứ là bảo vệ tiểu gia hỏa kia phái khác thì vẫn kiên trì ý định như cũ hiện tại hai bên đang tranh cãi nhau huyền vũ nói tiểu gia hỏa kia thế nào rồi thanh âm trong thạch thất cũng không quan tâm tới yêu hoàng khí thiên cấp cũng không quan tâm tới huyền vũ thần xác mà chỉ quan tâm tới người. Tiểu tử kia rất tốt, lớn lên rất giống huynh, dường như hạ huyết khế với một nhân loại gọi là lục thiếu du. Huyền vũ nói, nhân loại nọ nhưng thế nào? Đối với tiểu tử kia ra sao? Nếu như hắn dám đối xử không tốt với tiểu tử kia ta sẽ không tha cho hắn. Thanh âm trong thạch thất lại truyền đến. Yên tâm đi, người của đại trùng nhất tộc điều chính đầu đại trùng bắt giai toàn bộ đều bị lục thiếu du, kia đánh ngã. Vì tiểu tử kia mà lục thiếu du đã liều mạng đối với tiểu tử kia không tồi, lại giống như thân huynh đệ, thực lực cũng không kém. Có người nói hắn chính là vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu độc nhất vô nhị từ trước tới nay. Huyền vũ nói, vậy là tốt rồi, tiểu tử kia không có việc gì là tốt rồi. Thanh âm trong thạch thất lại truyền đến, lại hỏi, tiểu gia hóa kia có nhận ra đệ tới đó hay không? Chắc hắn là không, đệ cũng không nói, chỉ là có lẽ nó cũng đoán được. Huyền Vũ nói, ý tứ của cha hiện tại là gợi, trầm mặc một hồi thanh âm trong thạch thất hỏi huyền vũ chậm rãi nói ca vẫn giống như trước đây không có một chút ý kiến nào một mực bế quan thanh long tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ tam đệ nhị ca cầu đệ một chuyện thanh âm trong thạch thất dừng lại một chút rồi lại nói nhị ca người muốn đệ mang tiểu ra hỏa kia đi sao huyền vũ nói không sai ta lo thanh long tộc sẽ lại ra tay một lần nữa thanh âm trong thạch thất truyền ra nhị ca, đệ cũng muốn vậy, chỉ tiếc có thánh thủ linh tôn kia ở đó, đệ muốn dẫn tiểu tử kia đi căn bản không thể làm được. Huyền Vũ cười khổ nói, mặt khác đệ vừa mới nhận được tin tức, phi linh môn hiện tại xuất hiện một linh vũ đại đế, có đế giả tọa chấn thì đệ càng khó có thể ra tay được. Nhưng mà thanh long tộc có lẽ cũng không có biện pháp gì khác, trước mắt tiểu tử kia hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Xuất hiện đế giả sao? Quả thực khó mà tưởng tượng nổi, đã lâu không có đế giả xuất hiện rồi. Trong thạch thất, thanh âm kia có chút kinh ngạc. Trong đỉnh viện, khí tức quanh thân Lục Thiếu Du lúc này đã bắt đầu khôi phục, đồng thời trong lúc mơ hồ còn được tăng cường. Quang mang năm loại thuộc tính quanh thân cũng càng ngày càng đậm, ở bên ngoài quang mang năm loại thuộc tính còn có một vòng quang cháo bằng linh lực. Trong thế giới trống rỗng giống như hỗn độn kia Lục Thiếu Du một mực tìm nơi thoát ra. Không biết từ khi nào hắn tiến vào một loại trạng thái giống như vô tự thiên thư, bắt đầu chìm đắm vào bên trong. Năng lượng năm loại thuộc tính quanh thân Lục Thiếu Du càng ngày càng đậm, cùng với quang mang linh lực quanh quẩn chung quanh thân thể. Dưới sự vận chuyển của âm dương linh vũ quyết, trực tiếp luyện hóa hai cỗ năng lượng chân khí trong cơ thể. Đan điền một, lần nữa khôi phục, vũ đan ngũ sắc được tầm bổ, mặt ngoài khô nứt đã bắt đầu khôi phục lại vẻ sáng bóng trước đó, cuối cùng chỉ còn một vết nứt nhàn nhạt, cũng đang được chữa trị. Trong nháy mắt, thời gian lần nữa trôi qua một năm. Cách thời điểm linh vũ giới bị tổn thương ở phi linh, môn đã là một năm lẻ mười ngày cổ vực và đông hải còn có đại lục linh vũ triệt để tương liên người tiến vào đường hầm không gian cuồn cuộn không dứt thời gian trôi qua mặc kệ là phi linh môn chuyện thiên môn cốc và địa viêm đảo bắt đầu rơi vào quên lãng dù sao đối với đại bộ phận mọi người mà nói mặc kệ đám đại môn đại phái xảy ra chuyện lớn gì cũng chỉ làm đề tài cho mọi người nói ra nói vào mà thôi đối với bọn họ mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng chân chính cũng không có quan hệ trực tiếp quá lớn với bọn họ mà gần đây lại có một chuyện trở thành đề tài cho mọi người có người nói Lan lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, còn có Nguyệt Long Cát, Thần Kim Cát, Khôn Dương Đảo cùng với Huyễn Hồn Môn, Quy Nguyên Môn, Địa Linh Môn, Huyền Sơn Môn, mấy thế lực siêu cấp này có ý định kết minh, đang trong quá trình thương thảo. người thế lực siêu cấp trong Đông Hải, Cổ Vực, Đại Lục Linh Vũ kết minh khiến cho mọi người nghĩ tới Phi Linh Môn. khi trước Phi Linh Môn liên thủ với Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Cát, Tinh Ngục Cát, Kiền Hiên Đảo vân dương tông linh thiên môn cùng nhau đối phó với ba sơn môn lan lăng sơn trang đồn rằng khi trước đám sơn môn thần kim các cũng đã đối phó với phi linh môn cho nên mấy sơn môn này mới kết minh với nhau mà đối với huyễn hồn môn quy nguyên môn cùng các sơn môn khác trên đại lục linh vũ mà nói phi linh môn kết minh với vân dương tông và linh thiên môn còn có thế lực trong đông hải vô hình chung đã tạo thành uy hiếp cho bọn họ đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ kết minh với nhau những sơn môn này kết minh thế nhưng vạn thú tông và thiên kiếm môn lại không có động tĩnh gì. Ba sơn môn lan lăng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo kết minh cùng đám sơn môn nguyệt long cát, huyễn hồn môn, thanh danh dường như cũng vì thế mà tăng lên một chút. Người sơn môn liên thủ quả thực chính là một cỗ thế lực lớn. Mà phi linh môn, linh thiên môn và vân dương tông, coi như thêm bốn sơn môn thiên vân đảo trong Đông Hải cũng chỉ có bảy, thêm thánh linh giáo mới là tám, nhìn qua quả thực có chút yếu thế trên phương diện khí thế ba sơn môn lan lăng sơn trăng một lần nữa lại hơn không ít không âm thầm mà người sơn môn rầm rộ kết minh người người đứng đầu cùng với cường giả trong các sơn môn đi tới địa linh môn trên đại lục linh vũ tin tức cũng nhanh chóng truyền đi người sơn môn kết minh làm cho người ta không khó nhận ra đây là hành động nhằm vào phi linh môn và linh thiên môn vân dương tông cùng với mấy sơn môn còn lại người sơn môn này kết minh rầm rộ như vậy khiến cho nhật sát các cùng thiên vân đảo và các sơn môn khác lo lắng, đều phái người tới tìm Lục Thiếu Du. Thế nhưng cũng không gặp được Lục Thiếu Du mà chỉ nhận được câu trả lời là, Lục Thiếu Du đang bế quan. Hai người lữ chính cường, Vân Khiếu Thiên biết tình huống hiện tại của Lục Thiếu Du, phái người thân tín tới phi linh môn mấy lần thế nhưng cũng không có kết quả gì. chương 2089, hai đội hình lớn 2, phi linh môn tuyên bố, đoạn thời gian gần đây sẽ chọn ra 20 đệ tử cùng với đệ tử của Thiên Vân Đảo, Thánh Linh Giáo, Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang thi đấu. Người thắng lợi sẽ nhận được cơ hội đi vào mật địa tu luyện. Tin tức này như sấm nổ bên tai tất cả đệ tử Phi Linh Môn. Tiến vào top 20 là có cơ hội, chỉ là cơ hội lần này chỉ có đệ tử thân truyền nhận được mà thôi. Mà trước thi đấu trong đám đệ tử trẻ tuổi cũng sẽ có một lần thi đấu, lần nữa chọn ra một ít đệ tử thân truyền, cuối cùng từ trong đệ tử thân truyền chọn ra 20 đệ tử thân truyền so đấu cùng đệ tử các sơn môn khác lần này không chỉ liên quan tới cơ hội tiến vào mật địa, mà còn liên quan tới mặt mũi cho nên tất cả đệ tử phi linh, môn đều vô cùng chăm chỉ, trung quy cũng không thể mất mặt trước những sơn môn khác. Đệ tử bình thường gần đây đều chăm chú tu luyện. Lần này lại có một cơ hội trở thành đệ tử thân truyền, ai cũng không muốn bỏ qua. Nếu như bỏ lỡ sau này sợ rằng sẽ không có cơ hội nữa. Tới lúc này những ánh mắt đổ dồn lên người Nhiếp Phong đã không còn bao nhiêu nữa. Chỉ có lần khảo thí đầu tiên là thắng, Năm lần kế tiếp Nhiếp Phong đều bại trận, mỗi một lần chênh lệch càng lớn. Thế cho nên hiện tại chấp sự cũng không còn niềm tin vào hắn nữa. Nhiếp Phong ngoại trừ thân thể cực kỳ rắn chắc và thần lực trời sinh ra, chung quy vẫn chỉ là người thường mà thôi, mà những đệ tử khác càng ngày càng mạnh, chênh lệch càng lúc càng lớn. Hiện tại ngay cả trong đám đệ tử bình thường cũng có không ít người đột phá lên Vũ sư, về phần linh giả thì có không ít người có vận khí khá tốt, trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền, chênh lệch càng lớn. Hiện tại Nhiếp Phong này trong Phi Linh môn cũng không có ai quan tâm tới hắn, chỉ là ngại thân phận đệ tử trưởng môn cho nên, bình thường cũng có một ít người nói chuyện một chút với hắn, lễ phép xưng một tiếng sư huynh. Người không lễ phép thì trực tiếp không để ý tới Nhiếp Phong. Mà Nhiếp Phong cũng rất ít xuất hiện, đều ở trong đình viện ở hậu sơn của mình không ra, cũng không ai biết hắn đang làm cái gì. "Tiểu tử, ta cầu xin tha thứ có được không?" "Ngươi đừng tới tìm ta nữa." Trong một đình viện, Thiên độc yêu long nhìn tiểu bất điểm trước người cầu xin tha thứ nói, tiểu tử phía trước mắt hắn lúc này đã gần 2 tuổi, trên người mặc một bộ cẩm bào, cũng có vẻ có chút lôi thôi, giống như vừa mới lăn lộn trên mặt đất, mái tóc cũng rối, bàn tay nhỏ bé không biết làm gì mà đen thui. Nhưng mà cho dù bộ dáng hiện tại là như vậy, cũng không thể che giấu sự khả ái của tiểu gia hỏa này, trên khuôn mặt ửng hồng kia có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, trong con mắt to, con người đen tuyền giống như là đang nói chuyện, nhìn qua có chút nhanh nhẹn. Mà khóe miệng, bình thường muốn gây phiền phức cho ai đó, thì cái miệng sẽ nhách lên nở nụ cười tà dị nhìn thấy nụ cười này tất cả mọi người sẽ lập tức thối lui, miễn chọc vào tiểu gia hỏa này. Lúc này tiểu gia hỏa này đang dùng ánh mắt tà dị kia nhìn chầm chầm, vào thiên độc yêu long, trong mắt không có ý tốt cho nên mới khiến cho thiên độc yêu long nói như vậy. Bằng vào hai năm kinh nghiệm nhìn tiểu tử này lớn lên của hắn, tiểu gia hỏa lúc này tuyệt đối không có ý tốt với hắn, lại không biết tiểu tử này lại có chủ ý quái quỷ gì. Mới có hai tuổi mà hiện tại giống như đã thành tinh vậy. Mà tiểu này cũng làm cho không ít người kinh ngạc. Bảy tám tháng đã biết, đi, không đến 10 tháng là biết nói. Từ sau 10 tháng trở đi bình thường sẽ tự mình trốn ra ngoài chơi, sau đó lại mặt mũi bầm dập trở về, cũng không khóc lóc, ngủ một giấc là đâu lại vào đấy. Hiện tại mới có 2 tuổi mà đã giống như đứa trẻ 4 năm tuổi, vô cùng quỷ quái, một khi muốn thứ gì đó sẽ không từ mọi thủ đoạn. Nhưng mà tiểu gia hỏa này cũng sợ hai người, người thứ nhất chính là Nam Thúc. Nhìn thấy Nam Thúc thì nó lập tức thành thật, ngoan một cách không bình thường, quả thực chính là một đứa trẻ ngoan nhất thế giới này bởi vì tiểu gia hỏa này cũng biết nếu như nó không nghe lời thì sẽ chịu khổ nếu ngoan thì chuyện gì cũng không quản vì vậy mỗi lần vừa thấy thì lập tức giả bộ nhu thuận không gì sánh được giống như là một người khác vậy mà một người khác đương nhiên chính là la lan thị đối với la lan thị không phải là nó sợ mà là vô cùng thân thiết cũng nghe lời nhất khiến cho la lan thị càng thương yêu tiểu gia hỏa này hơn bình thường cũng hay nói với vân hồng lăng và lữ tiểu linh chờ sau khi lục thiếu du tỉnh lại nhất định phải sinh mấy đứa cháu cho nàng Điều này làm cho hai nàng vô cùng bất đắc dĩ, gần đây mẫu thân giống như nghiện bế trẻ con vậy, hai nàng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, cũng không dám nói một tiếng nào. Lúc này tiểu tử kia nhìn thiên độc yêu long mỉm cười nói, độc long bà bá, hôm nay con không đến rực dâu người đâu, người không cần lo lắng. Nhìn biểu tình trên mặt thiên độc yêu long, tiểu tử kia tức thì giả bộ ra vẻ vô hại nói. Vậy ngươi đến đây làm gì? Thiên độc yêu long nghi hoặc nhìn tiểu tử kia. Từ kinh nghiệm của hắn mà nói, nhất định phải đề phòng tiểu gia hỏa này, hắc hắc tiểu tử kia nháy mắt hai tay vỗ vào trên bộ cẩm bào nhìn thiên độc yêu long rồi nói bảo nhi và bối nhi không chơi với con vừa nhìn thấy con liền chạy con lại không thể đuổi kịp bọn họ người có thể bắt bọn họ cho con được không ai dám chơi với ngươi chứ thiên độc yêu long thầm nói ngoài miệng cũng không dám đắc tội tiểu tử này nói ta cũng không có cách nào a à. cha và mẫu thân của chúng quá lợi hại ta cũng không thể trêu vào thật vô dụng tự con đi tìm bọn họ vậy vừa nghe thấy thiên độc yêu long không dám giúp tiểu gia hỏa này lập tức trở mặt khinh thường nhìn thiên độc yêu long hai tay vắt sau lưng rời đi cũng không thèm nhìn thiên độc yêu long một chút nào ai ui tiểu gia hỏa này không biết bước đi như thế nào hay là vấp phải tảng đá hoặc hố nhỏ gì mà lập tức ngã xuống mặt đất khi đứng lên mặt mũi đã đầy bụi hoàn toàn giống như mèo tam hoa khục khục thiên độc yêu long tức thì nở nụ cười có thể nhìn thấy kết cục của tiểu gia hỏa này như vậy khiến cho hắn vô cùng vui vẻ bá bá cười cái gì cẩn thận con nói cho như hoa thẩm, bảo bá bá bắt nạt con. Tiểu tử kia nhìn thấy thiên độc yêu long đang chê cười nó lập tức chu miệng uy hiếp. Đừng, ta không cười nữa là được chứ gì. Thiên độc yêu long đang đắc ý cười lập tức không cười nổi nữa. Mùa xuân trôi qua, một lần nữa mùa hạ lại tới. Trên đại điện có không ít cây cối vô danh làm nổi bật lên màu xanh ngắn. Sáng sớm, khắp sân mạch vụ đô đều được một làn sương mỏng bao phủ. Trong không gian có gió mát thổi qua mang theo cảm giác ẩm ướt. Từng hàng cây chập chờn trong gió. Chương 2090, đến Phi Linh môn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá chiếu xuống. Trong sơn mạch, rừng cây dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu một màu xanh ngắt, mà trên toàn bộ sơn mạch vũ đô, trong không gian có một tầng sương mù màu trắng, một cơn gió mát mẻ quanh quẩn trong rừng cây. Ngoài sơn mạch vũ đô, phương viên trăm dặm chung quanh Phi Linh môn hiện tại đã trở thành nơi có giao thương, mậu dịch lớn nhất của toàn bộ cổ vực, Đông Hải và đại lục linh vũ trong phương viên chăm dặm lúc này chính là nơi chạm vào có thể bỏng tay. Trình độ phồn hoa sợ rằng đủ để so sánh với toàn bộ những nơi khác trên đại lục. Đương nhiên, trong đó có công lớn nhất của đường hầm không gian, hấp dẫn vô số người tới. Trong sơn mạch vụ đô, đầu ra bên này của đường hầm không gian có hai đạo thân ảnh bước ra. Một nam một nữ, nữ có một mái tóc dài màu đen, khuôn mặt tròn, đôi mắt đen nhanh, tuổi chừng 23-24. Màu da như tuyết trên má có má lúm đồng tiền, nhìn qua giống như ngại ngùng vô cùng thanh tú. Bên cạnh nàng là một thiếu niên chừng 15-16 tuổi, thân hình có chút gầy gò, rắn chắn, dưới hai hàng lông mày dài mà đen chính là đôi mắt to. Trong ánh mắt mang theo vẻ kiên nghị mà người thường khó có được. 15-16 tuổi mà đã có dáng vẻ tuấn tú phong lưu, sợ rằng sẽ làm cho không ít thiếu nữ say mê. Hai người này là người của đoan mộc gia trên lưu tô đảo, chính là đoan mộc y y và đoan mộc hồng trí. Hai người ở đoan mộc gia chờ lục thiếu du, dẫn hai người đi tới Phi Linh môn thế nhưng mãi không thấy đâu. Sau đó lại nghe khắp nơi bàn tán về chuyện Linh Vũ Chiến Vương, bọn họ mới biết được Lục Thiếu Du đã trở về cổ vực. Gần đây lại có đường hầm không gian nối liền thành Ma Vân cùng với sơn mạch Vũ Đô, cho nên hai người quyết định đi tới Phi Linh môn. Hai người rời khỏi đường hầm không gian, sau khi hỏi rõ phương hướng lập tức đi về phía Phi Linh môn. "Tỷ tỷ, Lục đại ca có phải đã quên chúng ta rồi không?" Huynh ấy nói mang đệ tới cổ vực thế nhưng hiện tại lại không tới hiện tại đoan mộc hồng trí so với khi trước cao hơn không ít khí tức lúc này cũng mạnh hơn trước nhiều thân là vũ giả tam hệ thiên phú cũng rất mạnh mẽ tuổi còn nhỏ mã đã gặp đả kích lớn phụ thân rời khỏi trần thế bản thân lại trở thành phế nhân hai loại đả kích này hắn đã trải qua hơn nữa lại có tâm trí bất phàm cùng với lực nhẫn nại hơn hẳn thường nhân tiền đồ không thể hạn lượng mà tiền đồ mấy năm nay cũng đã bắt đầu thể hiện ra tuy rằng tuổi chưa tới 16 thế nhưng đã sớm đột phá vũ phách ngưng tụ vũ đan phi linh môn của lục đại ca gần đây xảy ra không ít chuyện có lẽ bởi vì thế cho nên mới không mang chúng ta tới phía trước không xa chính là phi linh môn chúng ta sắp gặp được lão tổ rồi đoan mộc y mặc một bộ y phục màu xanh bộ ngực như ẩn như hiện bị bộ váy che khuất bên hông còn có đai lưng màu xanh bộ ngực so với năm đó dường như còn có thêm vài phần quyến rũ bắt đầu thành thục chín mùi đúng vậy đệ sắp gặp được lão tổ rồi đệ đã tra qua khi trước khung thiên lão tổ chính là Thánh thủ Linh Tôn ngang dọc đại lục mấy nghìn năm trước, lại là giáo chủ đầu tiên của Thánh Linh giáo. Đoan Mộc Hồng Chí vừa nghĩ tới việc sắp có thể gặp Khung Thiên lão tổ, trong lòng không nhịn được mà bắt đầu kích động. Đúng vậy, sắp gặp được lão tổ rồi. Đoan Mộc Y khẽ nói. Đoan Mộc Y gọi là linh thú tọa kỵ rồi phóng về phía Phi Linh môn. Ngoài Phi Linh môn, dòng người vẫn đông đảo như cũ, người của các thế lực đi tới Phi Linh mỗi ngày đều nối liền không dứt đương nhiên có thể tiến vào phi linh môn cũng chỉ là bên ngoài mà thôi các ngươi là người môn phái nào đến phi linh môn có việc gì ngoài phi linh môn một đệ tử nhìn đoan mộc y y và đoan mộc hồng trí rồi hỏi nhìn hai người khí độ bất phàm hơn nữa lại thêm dung nhan tuyệt mỹ của đoan mộc y vừa xuất hiện khiến cho không ít người nhìn vào ánh mắt lưu luyến không muốn rời đi chúng ta đến tìm lục đại ca đoan mộc hồng trí nói ai là lục đại ca Đệ tử phi linh môn này hỏi, thấy khí độ của hai người bất phàm cho nên, hắn cũng không dám đánh mất lễ nghĩ của phi linh môn. Thì chính là trưởng môn lục thiếu du của các ngươi chính là lục đại ca. Đoan Mộc Hồng Chí nói, vậy thì hai vị chờ một chút, ta đi thông báo. Đệ tử này vừa nghe nói hai người tới tìm trưởng môn lập tức khách khí, xưng hô cũng không giống trước. Không cần thông báo, còn không mau mời đoan Mộc tiểu thư đi vào. Lúc này một thanh âm mềm mại vang lên, lục tâm đồng mỉm cười xuất hiện ngoài phi linh môn ngoại trừ lục tâm đồng ra còn hai người lữ tiểu linh và vân hồng lăng mặt khác còn có tiểu gia hỏa kia tâm đồng nhìn thấy lục tâm đồng đoan mộc y khẽ mỉm cười sau đó hai nàng ôm nhau tiểu gia hỏa kia gặp mỹ nữ mới tức thì sáng mắt bắt đầu giả bộ ngoan ngoãn nhìn đoan mộc y vân hồng lăng và lữ tiểu linh cũng chú ý sau đó được lục tâm đồng giới thiệu một phen tiểu thư vân hồng lăng của vân dương tông tiểu thư lữ tiểu linh của linh thiên môn hôn thê của lục đại ca, tiểu muội đã sớm nghe nói qua về hai vị, lần này may mắn có thể gặp được hai vị tiểu thư. Đoan mộc y, y mỉm cười, ánh mắt len lén biến đổi, không khỏi nhìn kỹ hai nàng vài lần. Hai nữ tử tuyệt mỹ này chính là hôn thê của lục đại ca, quả thực giống như lời đồn, đều là nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Y y tiểu thư khách khí rồi. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói. Nhìn đoan mộc y, y trong lòng dường như có một chút gì đó, nữ tử này thanh thú, thoát tục giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, lại có vẻ đoan trang cao quý, ưu nhã, khiến cho trong lòng hai nàng không khỏi có một chút cảm giác kỳ diệu khó hiểu. Một lát sau, đoan mộc y y mới nói rõ ý đồ tới. Lục Tâm Đồng cũng đã sớm biết quan hệ giữa đoan mộc gia tộc và thánh thủ Linh Tôn, cho nên nhờ Hắc Vũ thông báo cho thánh thủ Linh Tôn. Trong một đình viện, đoan mộc y y và đoan mộc hồng chí vừa thấp thỏm lại có chút kích động. Y y tiểu thư, thánh thủ Linh Tôn tiền bối ở bên trong, vào đi. Lục Tâm Đồng nói với hai người, nhanh chóng sắp xếp cho hai người tiến vào gặp mặt thánh thủ Linh Tôn. Hai người khẽ gật đầu, lập tức tiến vào trong phòng. Trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản, một thân ảnh già nua hư ảo xuất hiện trong phòng. Mặc dù là linh hồn thể, thế nhưng cỗ khí thế vô hình kia khiến cho không có mấy người trên đời dám khinh thường. Đoan Mộc Y, Đoan Mộc Hồng Chí tiến vào trong phòng, ánh mắt lập tức nhìn vào đạo thân ảnh này, hai người đều có chút sửng sốt. Đây là vị cường giả đỉnh cấp ngang dọc đại lục, cũng là lão tổ của đoan mộc ra sao? Đây là vị lão tổ mà hai người ngày nào cũng muốn gặp, thế nhưng lúc này thực sự gặp được thì lại đờ người ra. chương 2091, Động tĩnh phía hậu Sơn. 1. Thánh thủ Linh Tôn nhìn hai người, ánh mắt hiền tử. Từ trong miệng lục thiếu du hắn cũng biết được tình huống của đoan mộc gia tộc, còn có hai tỷ đệ này. Mấy nghìn năm không trở về đoan mộc gia, hắn chưa có lúc nào không thôi lo lắng cho nên mới phái lục thiếu du, đi tới lưu tô đảo, Mấy nghìn năm rồi rốt cuộc đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hậu nhân của Đoan Mộc gia, lại là hai hậu nhân không tầm thường, trong lòng không khỏi có chút rung động. Hậu nhân Đoan Mộc gia, ra mắt lão tổ. Đoan Mộc Y lập tức run rẩy quỳ xuống hành lễ. Từ sau khi phụ thân bị ám hại, nàng đau khổ trèo chống Đoan Mộc gia, ngay trong lúc tuyệt vọng lại gặp được đệ tử của lão tổ là Lục Đại ca. Lúc này trước mặt lão tổ, áp lực mà mấy năm nay nàng phải chịu trong nháy mắt đều được thả ra có vị lão tổ này còn tại thế, đoan mục ra sau này sẽ bình yên vô sự. Ra mắt lão tổ, đoan mục hồng chí cũng cung kính quỳ gối trên mặt đất hành lễ, cái đầu ngẩng lên, hai mắt nhìn chăm chú vào vị lão tổ trước mắt, đây là vị lão tổ ngang dọc đại lục khi trước sao. Hai tiểu gia hỏa, đứng lên đi. Thánh thủ linh tôn nói, cánh tay đánh ra một đạo lực lượng vô hình trực tiếp nâng hai người dậy, hắn nhìn hai người rồi nói. Phải trèo chống đoan mộc ra quả thực làm khổ các ngươi rồi. Có thể có được hậu nhân như các ngươi coi như là, hy vọng truyền thừa của đoan mộc gia chúng ta lão tổ ta cũng vui mừng không khổ cực thân là một thành viên trong đoan mộc gia đương nhiên phải xuất lực vì đoan mộc gia đoan mộc y nói được rồi các ngươi không cần câu nệ nhanh nói tình huống hiện tại của đoan mộc gia cho lão tổ nghe một chút thánh thủ linh tôn hiền tử nói hai hậu bối này không biết là hậu bối đời thứ bao nhiêu của hắn thế nhưng trên người cũng chảy huyết mạch của đoan mộc gia cho nên lúc này cũng hiền tử hiếm thấy đoan mộc y lập tức nói một chút tình hình gần đây của Đoan Mộc Gia cho Thánh thủ Linh Tôn nghe. Đoan Mộc Hồng Chí thì không ngừng đánh giá vị lão tổ trước mắt, trong lòng đang không ngừng nghĩ cách để vị lão tổ này dạy dỗ mình. Tâm tư của Đoan Mộc Hồng Chí làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Thánh thủ Linh Tôn, thấy hậu nhân thiên phú không tồi cho nên cũng vui vẻ dạy dỗ hắn một chút. Tuy rằng Thánh thủ Linh Tôn không phải là vũ giả, thế nhưng tới loại cấp bậc như của Thánh thủ Linh Tôn hiện tại, tuyệt đối có thể dạy dỗ không ít bởi vậy thánh thủ linh tôn để hai người lại phi linh môn một đoạn thời gian vừa vặn gần đây có chút thời gian cho nên dạy dỗ hai người còn có đoan mộc y thánh thủ linh tôn thấy thiên phú của nàng cũng không yếu lại là hậu nhân của bản thân đương nhiên vui lòng chỉ dạy một phen nghe nói lão tổ sẽ dạy dỗ hai tỷ đệ đoan mộc y y và đoan mộc hồng trí tức thì vui vẻ dập đầu có thể được lão tổ dạy dỗ đương nhiên không phải tầm thường những ngày kế tiếp đoan mộc y y và đoan mộc hồng trí đều ở lại phi linh môn Đoan Mộc Hồng Trí càng thêm khắc khổ tu luyện, lại được lão tổ tự mình chỉ điểm, tiến bộ vô cùng kinh người. Thánh thủ Linh Tôn cũng không có khách khí, muốn lấy hai quả Diễn Linh Thánh Quả, trên người thôi hồn độc vương Đông vô mệnh đưa cho Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Trí, phục dụng. Thánh thủ Linh Tôn muốn Diễn Linh Thánh Quả, thôi hồn độc vương Đông vô mệnh đương nhiên không có một chút ý kiến nào. Đây chính là sư phụ của Lục Thiếu Du, Thánh thủ Linh Tôn lấy hai quả Diễn Linh Thánh Quả trong tay thôi. Hồn Độc Vương Đông vô mệnh cũng không để cho hắn chịu thiệt trên phương diện tu luyện cố ý giảng giải không ít tâm đắc tu luyện khiến cho thôi hồn độc vương đông vô mệnh nhận được rất nhiều chỗ tốt thời gian trôi qua cực nhanh đoan mộc y y và đoan mộc hồng trí trong nháy mắt đã ở lại phi linh môn được hai tháng trong hai tháng qua hai người đoan mộc y y và đoan mộc hồng trí tiến bộ không ít ở trong phi linh môn đã quen dần cũng không xa lạ với đám người vân hồng lăng lữ tiểu linh nữa bình thường đoan mộc y, y thường hẹn mấy nàng mua sắm nữ nhân thường thường đều như vậy ban đầu là kẻ xa lạ, chỉ cần một ngày đã trở nên quen thuộc, giống như biến thành một người khác vậy. Mà đoan mộc hồng chí ngoài tu luyện chính là tu luyện, trên phương diện tu luyện so với đoan mộc y còn chăm chú nhiều hơn. Trong phi linh môn, tỷ thí lựa chọn đệ tử thân truyền lần thứ hai đã kết thúc. Có ba mươi mấy người được trưởng lão, hộ pháp nhìn chúng, trở thành đệ tử thân truyền mà bao người tha thiết mơ ước. Đương nhiên, đãi ngộ của đệ tử thân truyền đều như nhau, chỉ là đây cũng chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi trên thực tế ai cũng biết đãi ngộ của đệ tử thân truyền không giống nhau nếu như nhận được một vị sư phụ tốt thì đãi ngộ sẽ mạnh hơn nhiều vô hình chung địa vị cũng không giống nữa ví dụ như đệ tử của một tôn sứ hộ môn và một đệ tử của hộ pháp chấp sự đều là đệ tử thân truyền thế nhưng đãi ngộ và địa vị trong phi linh môn vô hình chung có khác biệt lúc tuyển chọn đệ tử thân truyền tất cả đệ tử thân truyền trẻ tuổi đều phô diễn tất cả sức mạnh của mình bởi vì không bao lâu nữa sẽ diễn ra tỷ thí tranh giành cơ hội đi mật địa tu luyện mà chỉ có 20 người top đầu mới có tư cách tranh đoạt. Nghe nói sau khi đi vào có thể nhận được không ít chỗ tốt, tất cả đệ tử thân truyền đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Phanh phanh. Trong đỉnh viện ở hậu sơn, Nhiếp Phong cởi y phục lộ ra cơ thể rắn chắc, từng quyền đánh vào một cây đại thụ che trời, mỗi một quyền đều khiến cho đại thụ lay động. Nhiếp Phong ca ca, cố gắng lên. Tiểu tử kia không biết từ khi nào đã chạy tới hậu sơn. Quan trọng là lúc này tiểu gia hỏa này không ngờ lại ngồi trên cây đại thụ che trời đang lắc lư cái đầu nhìn xuống Niếp Phong, vẻ mặt vô cùng thích thú. Nếu như La Lan thì gặp được cảnh này sợ rằng sẽ bị dọa cho sợ hãi. Bên người tiểu tử kia lúc này có hai con rắn nhỏ, lúc này hai con rắn nhỏ này cũng đang nhìn Niếp Phong. Niếp Phong, ta nghe nói mấy ngày nữa đệ tử thân truyền sẽ thi đấu. Hai mươi người tiến vào top 20 sẽ có cơ hội tiến vào mật địa tu luyện, ngươi có nắm chắc hay không? Bảo Nhi hỏi Niếp Phong. Không, ngay cả đệ tử bình thường ta cũng không đánh lại, đối phó với đệ tử thân truyền càng không được ta không nghĩ tới. Nhấp Phong ngừng đánh vào đại thụ, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Thực lực của mình như thế nào hắn biết rõ, hắn vẫn không thể trở thành vũ giả thì đã mất đi năng lực cạnh tranh với người khác. Cái gì là đấu? Ăn có ngon hay không? Chương 2092, động tĩnh phía hậu sơn 2. Tiểu tử kia vô cùng hứng thú, tức thì nháy đôi mắt to hỏi Bảo Nhi và Bối Nhi, vì để Bảo Nhi cùng Bối Nhi chơi với mình, chiêu gì nó cũng dùng tới, uy bức, lợi dụng, thậm chí còn khóc lóc, con tim bàn hủy và bàn vân cáo trạng, thế nhưng lại không có một chú tác dụng nào. Ai bảo tiểu gia hỏa này lần đầu tiên gặp mặt đã định nhổ long lân của bọn họ, cho nên bọn họ không thèm để ý tới tiểu gia hỏa này. Cuối cùng tiểu gia hỏa này rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất đòn sát thủ. Cũng không biết là ai bày mưu cho nó, không ngờ lại cầm vài khỏa yêu linh đan trong tay, mê hoặc bảo nhi và bối nhi cho nên bảo nhi và bối nhi mới thỏa hiệp. Tiểu hài tử xấu xa như ngươi thì hiểu cái gì? Bảo Nhi trừng mắt liếc nhìn tiểu tử kia, nếu không phải vì yêu linh đan thì nó đã không thèm nhìn tiểu gia hỏa này rồi ta không phải là tiểu hài tử xấu xa nãi nãi nói ta hiểu chuyện sớm tiểu gia hỏa kia lập tức phản bác vậy thì cũng là một tiểu hài tử xấu xa bảo nhi cũng không có khách khí tiếp tục trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa kia ầm ầm lúc này bảo nhi vừa nói xong thì mặt đất ầm ầm run rẩy đại thụ lay động tiểu gia hỏa kia thiếu chút nữa đã từ trên cây ngã xuống hù chết cục cưng ta rồi chuyện gì xảy ra thế Tiểu gia hỏa nhìn chung quanh, lập tức nói với Nhiếp Phong: "Nhiếp Phong ca ca, có phải là do huynh làm hay không?" Đối với Nhiếp Phong, tiểu tử này ai cũng bắt nạt được duy chỉ có Nhiếp Phong là không. Dường như nó biết Nhếp Phong thành thật, đối với nó cũng tốt, cho nên có đôi khi nó tình nguyện để mình bắt nạt Nhiếp Phong, chứ không cho phép người khác bắt nạt Nhiếp Phong. "Không phải ta." Nhiếp Phong nói, lúc này hắn cũng đang đánh giá bốn phía, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Nguy hiểm, chúng ta xuống phía dưới." Bối Nhi khẽ quấy đuôi cuốn tiểu ra hỏa kia lại sau đó đáp xuống mặt đất, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía. "Mau nhìn, có năng lượng hội tụ." Lúc này Bảo Nhi cũng đáp xuống mặt đất, nhìn ngọn núi trước mặt. Lúc này ngọn núi kia không biết, từ khi nào đã vô thanh vô tức xuất hiện năng lượng trong thiên địa. Ầm ầm. Nhiếp Phong, Bối Nhi cùng Bảo Nhi nhìn về ngọn núi phía xa, lúc này năng lượng thiên địa đã bắt đầu cuồn cuộn. Cùng lúc đó bên trong Phi Linh môn, không ít thân ảnh đồng thời xuất hiện trên không trung. Ánh mắt mọi người nhìn kỹ về phía nơi năng lượng hội tụ, mà nơi ba động vừa rồi cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Trong đỉnh viện, ngũ sắc quang mang quanh thân Lục Thiếu Du lúc này quanh quẩn, một cỗ năng lượng thiên địa bắt đầu hội tụ tới. Năng lượng ba động, trong bầu trời bắt đầu có một lượng lớn năng lượng thiên địa kéo tới. Năng lượng thiên địa càng càng đậm, càng lúc càng mạnh mẽ. Trong nháy mắt ngắn ngủi năng lượng hùng hậu hội tụ, lập tức hóa thành vòng xoáy chậm rãi xoay tròn trên không trung khiến toàn bộ hậu sơn phi linh môn lúc này giống như phong vân biến sắc, năng lượng bàng bạc lúc này đều quay chung quanh ngọn núi kia. Trong đỉnh viện, cứ một lát lại có thêm một cỗ năng lượng cuồn cuộn không ngừng dẫn dắt năng lượng thiên địa trên bầu trời tiến vào bên trong. Vòng xoáy bằng năng lượng trên bầu trời càng lúc càng kịch liệt. Năng lượng gào thét khiến cho không trung rung động, khí tức cường hãn tràn ra chung quanh khiến cho trong lòng mọi người không khỏi run lên. Tim cũng đập nhanh hơn, khí tức kia lúc này cũng đang nhanh chóng kéo lên. Ầm ầm Lúc này, toàn bộ ngọn núi phía trước bỗng nhiên rung chuyển. Một cỗ khí, tức mới lạ bắt đầu kéo lên tới đỉnh điểm. Tiếp đó, trong đỉnh viện đột nhiên có một vòng quang ma ngũ sắc phóng lên cao. Quang ma ngũ sắc này phóng lên cao, còn mang theo một cỗ năng lượng ngập trời bao phủ, gợn sóng trong không gian chung quanh trực tiếp bị đánh vỡ, khiến cho người khách nhìn vào tim không khỏi đập nhanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, năng lượng thiên địa bàng bạc trong bầu trời trực tiếp rót vào trong quang ma ngũ sắc. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn giống như một cơn lốc, trong vòng xoáy bằng năng lượng giống như một cơn lốc này, dường như có một đầu mãnh thú đang không ngừng điên cuồng thôn phệ năng lượng thiên địa. Một lát sau, trong vòng xoáy lớn này có một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn ra. Khí tức nhanh chóng kéo lên, vòng xoáy cũng ngày càng xoay tròn nhanh hơn. Sư sư, khí tức kéo lên giống như trẻ tre, chỉ trong chốc lát lập tức có một cỗ khí tức bằng bạc từ trong vòng xoáy phóng lên cao. Khí tức này chấn động nhân tâm, người thực lực thấp một chút lập tức có cảm giác tâm thần rung động tất cả cường giả phi linh môn không khỏi sợ hãi than. Đám người phích lịch tôn giả, phong linh tôn giả nhìn nhau. Cỗ khí tức này ba động khiến cho ngay cả bọn họ cũng cảm thấy bị áp chế trong vô hình. Không biết là ai đột phá mà lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy, giống như là đột phá tôn giả ngũ trọng, thậm chí là tôn giả lục trọng vậy. Cảm nhận khí tức mênh mông tràn ngập phía chân trời, cả phi linh môn phía xa đều bị kinh động. Không ít đệ tử nhao nhao chạy xa xem, trong đám người bắt đầu có thanh âm xì xào bàn tán vang lên có cường giả đang đột phá, khí tức thật mạnh, nếu như có một ngày ta có thể đạt được tới cấp độ này thì tốt rồi. Tiếng nghị luận trong đám người lúc này, còn có thể mơ hồ nghe ra được bên trong có một ít rung động cùng hâm mộ. Giữa không trung, ba người nam thúc, Thánh thủ Linh Tôn, Hắc Vũ xuất hiện, mắt nhìn phía trước, sắc mặt ba người đều có chút ngoài ý muốn. Hình như tiểu tử này tỉnh lại rồi. Nhìn phía trước, Thánh thủ Linh Tôn nói, còn đột phá vũ tôn nhị trọng, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Sợ rằng điều này ít nhiều cũng liên quan tới số chân khí mà tiểu tử này thôn phệ vào trong cơ thể, bằng không cũng không có cách nào đột phá. Nam Thúc nói, chỉ cần có thể khôi phục là tốt rồi, mạng của tiểu gia hỏa này đúng không phải là cứng bình thường a à. Thánh thủ Linh Tôn nói, trên không trung lúc này cũng có không ít người xuất hiện, nhìn chăm chú về phía trước. Trong đó cũng có mấy người vân hồng lăng, lữ tiểu linh. Năng lượng bằng bạc cũng không rót vào bên dưới bao lâu. Một lúc sau, khi tia năng lượng trong thiên địa cuối cùng tiêu tán thì một thân ảnh hiện ra. Thân ảnh này được một vòng quang ma ngũ sắc bao phủ. Ngay trong ánh mắt chăm chú của mọi người, trong quang ma ngũ sắc, đạo thân ảnh màu xanh kia trong giây lát mở hai mắt ra. Tinh quang trong mắt bắn ra, đồng thời quang ma ngũ sắc quanh thân cũng được thu liễm vào trong cơ thể. Đây là vũ tôn nhị trọng sao? Cảm nhận loại cảm giác bao la, bành trướng trong đan điền, một ngụm chọc khí được Lục Thiếu Du thở ra. Bây giờ hắn có cảm giác năng lượng trong cơ thể đủ để cho hắn tiêu hao không hết vũ tôn nhị trọng cùng với vũ tôn nhất trọng là hai đẳng cấp khác biệt cực lớn trong hai đẳng cấp này nếu như là người bình thường căn bản không có cách nào vượt qua khoảng cách như vậy